định giải ra để quay quay xong rồi đang ăn tỉ. Đi vào tỉ mà ôm hôn 50. Cả anh lấy mẹ 25. Lấy gốc. Đi được hàng. Dạ đời mai thì về kia hàng giá Tết mà còn bán ba mấy. Đẹp đúng không? Ừ, con này đẹp. Mấy kia đâu à? Xin chào chị Ngọc Tính nha. Chào chào chị Phương Sushi nhá. Hôm nay nhà em nay áo nhá các chị ơi. Nay áo phông này, chân váy bộ nhá. Chào các chị nha, chị nào đang xem mai của em thì chấm nhá một chấm nhá. Chị nào đang xem mai của em thì chấm nhá một chấm nhá. Hôm nay nhà em nay áo này, áo phông nhá, chân váy nhá, váy nhá các chị nha. Đồng giá 49k nhá các chị ơi. Đồng giá 49k nhá. Giá rẻ bất ngờ nhá các chị ơi. Chị nào đang xem không ạ? Ship code này, ship code nhá. Ship nhà em có cả shopper nhá. Đơn hàng 200k nhà nhà em ship miễn phí nhá các chị ơi. Ship shopper nhá. Shopper. Có shopper nhà nhà bên nhà em có shopper nhá. Đơn hàng 200k nhà em miễn phí ship nhá các chị nhá. Chị nào đang xem em chào 6 chị đang xem nhá. Chào 6 chị đang xem nhá. Chào chị Hường Nguyễn nha. Xin chào chị Hường Nguyễn nha. Nay em nay phông nha. Áo phông này, váy này, chân váy nha. Áo phông nha, chân váy nha các chị nha. Ai đang xem thì chấm cho em một chấm nha các chị ơi. Ai đang xem chấm cho em một chấm nha. Để em bắt đầu like áo nha các chị nha. Ai đang xem like của em thì chấm cho em một chấm nha. Để em bắt đầu like áo nhá. Ai đang like ai đang xem nay chấm nhận một chấm như này em bắt đầu lay áo nha các chị ơi. Chào Tú Anh nha. Chị nào đang xem nay của em đang xem nay của em thì chấm nhận một chấm nhá. Cái ông mở TV to. Ai đang xem nay của em thì chấm nhận một chấm nha để em biết mọi người đang xem nha. nhận minh nhận là của chị Thì nhỉ. Chào chị Thùy nhá. Áo phông nhá, phông em đang mặc nhá. 50k nhá các chị ơi. 50k một phông nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Chào chị Trần Linh nhá. Phông chẹ vai nhá các chị ơi. Phông chẹ vai này, 50k một áo nhá. Ai lấy mà áo phông chẹ vai em đang mặc thì comment chẹ vai cho em nhá. Ai lấy chẹ vai màu tím em đang mặc thì comment chẹ vai tím nhá các chị nhá. Ai lấy chẹ vai tím em đang mặc thì con mình chẹ vai tím nhá. Chị nào lấy áo thì con mình màu nhá, cộng kèm số điện thoại luôn cho em nhá các chị nhá. Chị nào lấy áo thì con mình màu là cộng số điện thoại nhá. Bác Thì ơi, bác Thì cười gì đấy? Có ai lấy áo hồng này không ạ? Ai lấy áo hồng thêu này không ạ? Hồng thêu nhá các chị ơi. Ai lấy hồng thêu này không ạ? Hồng thêu mặt cười nhá. Ai lấy hồng thêu mặt cười thì comment hồng thêu mặt cười nhá. 50k một áo nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Mua 5 tặng 1 nhá. 50k một áo nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Chị nào đang xem thì chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Chị nào đặt của bên em 5 áo thì em sẽ tặng một áo nhá. Tặng một áo phông nhá. Ai lấy áo phông hồng tay lỡ này không ạ? Hồng tay lỡ nhá, chất vải cực kỳ dày dặn nhá. Ai lấy vải à, ai lấy hồng áo hồng tay lỡ này, hình mặt cười này, hàng thêu nhá chị ơi. Đây là hàng thêu nhá.
Ai lấy hồng mặt cười này thì comment hồng mặt cười cho em nhá. Ai lấy áo hồng mặt cười này comment hồng cho em nhá. Ai lấy hồng comment hồng cho em nhá. 50k một áo thôi nha các chị ơi. Bên em khuyến mãi nhá. Mua 5 tặng 1 nha các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Ai lấy áo hồng comment hồng cho em nhá. Ai lấy hồng comment hồng cho em này. Áo kiểu túi nhá các chị ơi. Kiểu túi nhá. Áo kiểu nhá, có túi nhá các chị nhá. Áo kiểu có túi nhá, màu trắng nhá. Ai lấy trắng này comment trắng cho em nhá. Ai lấy trắng này comment trắng cho em nhá. Chị nào đang xem thì chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm nhá. Ai lấy trắng này comment trắng cho em nhá. Trắng có khuy nhá các chị ơi. Trắng nhá, trắng có túi nhá. Trắng có túi này. Trắng có túi nhá, có khuy nhá các chị nhá. Áo kiểu nhá. Trắng có túi này, có khuy ở dưới nhá các chị nhá. Trắng có túi nhá, có khuy ở dưới nhá. Ai lấy trắng thì comment trắng cho em nhá. Ai lấy trắng này thì comment trắng cho em nhá. Tối không nhá. Tối không. Có ai lấy áo kiểu cái lơ mà hình ngọc này không ạ? Kiểu lơ nhá. Còn có tí ánh nắng. Ai lấy áo kiểu lơ nhá. Lơ cổ ngọc nhá các chị ơi. Lơ cổ ngọc nhá. Ai lấy áo kiểu lơ cổ ngọc màu đen nhá. Dáng ôm nhá các chị nhá. Mặc áo kiểu này cực kỳ đẹp nhá các chị ơi. Áo kiểu này cực kỳ đẹp này. Lơ nhá, có cái khoét giọt nước ở trước cổ đấy nhá. Có hình ngọc trai nhá. Ai lấy áo này comment áo cho em nhá. Ai lấy áo khoét cổ ngọc này comment lơ lơ cổ ngọc cho em nhá. Cái này không còn nhỏ đâu. Em chia sẻ cái áo của em. Chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em thì chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài like của em nhá thì chấm cho một chấm nhá chị nhá. Chị nào đang xem like chấm cho em một chấm nhá. Ai lấy áo cổ lơ này ngọc này nhé thì comment lơ ngọc cho em nhá. Chào Trần Linh nhá. Chào chị Trần Linh nhá. 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Khuyến mãi nhá, khuyến mãi mua 5 áo tặng 1 áo nhá các chị nhá. Shipper nhá. À có nhà em có shop Shopee nhá. Áo đơn hàng 200 à, áo đơn hàng 200k thì được miễn phí ship nhá các chị nhá. Ai lấy áo quả chuông này không ạ? Ai lấy quả chuông này không ạ? Ai lấy chuông có mừng chụp quả chuông cho em nhá. Dáng ôm nhá các chị ơi. Quả chuông nhá, quả chuông dáng ôm nhá. Ai lấy quả chuông này comment quả chuông cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá. 50k một áo thôi nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Chào chị Thanh Hoa nhá. 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá. Có ai lấy quả chuông kim sa này thì comment quả chuông kim sa cho em nhá. Cái dáng này dành cho những người chị nào mà nhỏ nhỏ ấy mặc được nhá. Áo dáng ôm nhá các chị nhá. Áo dáng ôm nhá. Quả chuông nhá các chị ơi. Ai lấy quả chuông này comment quả chuông cho em nhá. Chào chị Trang Hoàng nhá. Chào chị Trang Hoàng nhá. Nay em nay áo nhá. Lai áo 50k một áo này. Đúng cái chỗ lắng này thì sáng lắm. Giờ cái kia kìa. Cái này lại để kiểu râm râm ấy. Ok. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. 50k một áo thôi nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Chào chị Hường Thu nhá. Em chào chị Hường Thu nhá. Các chị ơi vào ủng hộ áo đi ạ. Bên áo bên nhà em nhá. Chất dày dặn nhá các chị nhá. Chỉ có 50k một áo thôi nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Ai lấy phông trơn đỏ này comment phông trơn đỏ cho em nhá. Ai lấy phông trơn đỏ này comment phông trơn đỏ cho em nhá. Có nhá, chị Giang Phạm ơi, em ở Thanh à em bán hàng ở dưới La Phù nhá, chị Giang Phạm nhá.
Em bán hàng ở dưới La Phù nhá. Giang Phạm này là ai nhỉ? Chị. Giang Phạm có chỗ thử không? Mình coi xem. Có chỗ thử nhá, chị Giang Phạm nhá. Chị có biết La Phù không ạ? Chị qua La Phù nhá. Cái 2 giây đâu. Có không có Hương Thu ạ? Có chị Hương Thu. Có nhá chị Hương Thu ơi. Thế à? Có 2 giây nhá, chỗ nào La Phù vậy? Chị ơi ở xóm Minh Khai đường tàu nhá, xóm 8 nhá. À, xóm 8 này. Ừ mình biết. Ở trên đường tàu chị Giang Phạm nhá. Chị muốn qua xem thì chị qua xóm 8 nhá. Nhà em nhiều áo về, nhiều áo mới váy nhá chị nhá. Giang Phạm nhá. Ai lấy áo đỏ trơn này, con muốn đỏ trơn cho em nhá. Chị Hương Thu ơi. Chị hỏi à, áo 2 giây nhà em có bộ nhá chị nhá. Bộ 2 giây nhá. Xét bộ nhé, bán 50k thôi nhá. Có gì chị iPad cho em nhá, chị Giang Phạm nhá. iPad và link em đang nai này ạ. Ai lấy áo phông tím này không ạ? Phông tím nhá các chị ơi, phông tím nhá. Ai lấy phông tím này, comment phông tím cho em nhá. Túi nhá các chị ơi, áo túi nhá. Bộ liền hay rời? Bộ rời nhá chị ơi. Nhà em có cả zoom rời, zoom liền nhá. Màu tím than đấy nhá chị ơi. Hương Thu ơi, tím than đấy nhá. Có cả màu đen nữa nhá. Đây nhá, bộ nhá, bộ này nhá em bán 50k nhá. Không, quần tím than mà. Đây mà. Màu này là đậm hơn. Đây nhá. Bộ này nhà em cũng xả lốt nhá, xả lốt 50k nhá. Đây chị ơi. Nhiều bộ lắm ạ, 50k một bộ thôi nhá. Chị nào đang xem bài của em thì chia sẻ bài viết cho em nhá, để em đây nhá chị ơi. Đây nhá chị nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị ơi. 50k một bộ thôi nhá, nhà em có rất là nhiều màu nhá. Hai dây kẻ này. Hai dây kẻ đỏ nhá. Kẻ đỏ đây nhá các chị ơi. Kẻ đỏ này. Kẻ xanh nhá. Chị nào lấy bộ nào có mừng bộ cho em nhá. Chị nào lấy bộ nào thì có mừng bộ cho em nhá. Bộ bên nhà em nhiều màu đẹp lắm ạ. Đây nhá. Hai dây đây nhá. Chào chị Huyền Linh nhá. Các chị ơi đang ai đang xem bài viết của em thì chia sẻ bài viết cho em nhá. Các chị mua hàng bên nhà em nhá. Mua 5 áo hoặc là bộ bất kỳ nhá. Sẽ được tặng... sẽ được tặng một áo nhá các chị nhá. Cho mình xem áo phông. Ok chị cún ngốc nhá. Chị ơi chị Hường Thu ơi, chị có thích không ạ? Chị Hường Thu ơi, chị có thích à 2 giây thôi không ạ? Đây nhá. Có màu tím than nữa nhá. 2 giây là nhà em có cả tím than này, có màu đen nhá. Chị Hường Thu nhá. Chị lấy màu nào thì comment màu cho em nhá. Chỉ có 50k một bộ thôi nhá các chị yêu ơi. 50k một bộ thôi nhá. Có cả bộ, có cả zoom nhá, có cả zoom đây nhá. Zoom liền đấy nhá các chị ơi, zoom liền 2 giây nhá. Có cả nhà em có nhiều màu lắm các chị nhá. Các chị ơi nhà em có nhiều màu lắm nhá. Có màu này màu tím nhạt nhá. Màu tím nhạt nhá. Màu xanh rêu nhá các chị ơi. Diêm diền diềm rúa này. Một đen một đỏ. Ok chị Hường Thu nhá. Một đen một đỏ. Một đen một đỏ gì? Chị lấy một bộ đen này à? Chị lấy một bộ đen này với cả một bộ kẻ đỏ này à? Phải thì ok cho em nhá, chị Hương Thu nhá. Phải ok cho em nhá. Hương Thu ơi, phải một bộ đen, một bộ đỏ này thì ok cho em nhá các chị nhá. Hương Thu ơi, phải thì ok nhá. Tí nữa chị Luyến sang em bảo chị Luyến đem cho chị nhá. Tí nữa chị Luyến sang, em bảo chị Luyến đem sang cho chị nhá. Ok chị nhá. Thích phải đem không? Đây quần này. Đây, đây cho chị Hường Thu. Đi vào. Có đen này. Có chị nào muốn xem áo phông thì ok nhá. Có chị nào muốn xem áo phông thì... Chị Cún Ngốc ơi, chị còn ở đấy không ạ? Cún Ngốc còn ở đấy thì...
Cún ngốc ơi, cún ngốc còn ở đấy thì chấm cho một chấm nhá. Đây nhá, phông đang mặc nhá. Phông tím này 50k một phông nhá. Phông tím em đang mặc 50k một phông nhá. Các chị ơi, chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm, mấy cả chia sẻ bài viết cho em lên trang cá nhân của các chị nhá. Cá nhân đây này có cái là mình gần chỗ thím nào đấy, mình gần chỗ thím ra thôi cơ. Thế ạ, thế thì tí nữa em ship lên cho chị, lên tận chỗ đấy cho nhá. Em từng chị Hương Thu cho em xin số điện thoại nhá. Hương Thu cho em xin số điện thoại để lát em gọi điện nhá. Ai lấy tím trễ vai này không ạ? Tím trễ vai nhá các chị ơi. Áo tím trễ vai nhá. Ai lấy tím trễ vai này thì con mừng tím trễ vai nhá. Phông đỏ vừa mặc. Phông đỏ đây phải không Cún Ngốc ơi? Phông đỏ đây phải không ạ? Phông trơn đỏ đây phải không ạ? Đây chị Cún Ngốc ơi. Cún Ngốc ơi, đây phông đỏ đây nhá. Chất nhá, chất đẹp nhá, không bai xù đâu nhá. Nhà em xả nhá. Đấy, chị cho số điện thoại rồi. Đây nhá, Cún Ngốc ơi đây ạ. Có nhá, em 45 cân mặc vừa nhá chị nhá. Em 45 cân mặc vừa nhá. Cún Ngốc mà lấy thì cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Cún Ngốc ơi, lấy áo này thì cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Ai lấy 5 áo bên nhà em nhá thì em sẽ tặng một áo nhá. Ai lấy 5 áo phông bên nhà em nhá, em sẽ tặng một áo nhá. Ai lấy 5 áo hoặc là một bộ nhá, em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. 5 áo hoặc bộ nhá, em sẽ tặng một áo nhá. Phông đồng giá 45k một phông thôi nhá. À là 50k một phông thôi nhá các chị nhá. 50k một phông thôi nhá. Hè đến rồi nhá các chị nhá. Mua bộ 2 dây này, áo phông bên nhà em nhá. Em sẽ tặng một áo nhá. 44 cân vừa nhá Cún Ngốc ơi, 44 cân vừa nhá. Cún Ngốc có lấy thì ok nhá. Cún Ngốc có lấy thì ok nhá Cún Ngốc nhá. An Thọ à? Cún Ngốc này là ai đây? Cún Ngốc ở chỗ nào? An Thọ đấy. À làng à? Ok nhá. Ok Cún Ngốc nhá. Ghi cho em số điện thoại. Có ai lấy áo trắng này không ạ? Ai lấy trắng này không ạ? Ui sao giờ tối thế nhỉ? Có ai lấy trắng này không ạ? À vợ của anh Tuyền. Ok nhá, ok Cún Ngốc nhá. Vợ của anh Tuyền. Chiều mình lên thì mình đem qua cho nhá. Đem qua chợ cho Cún Ngốc nhá. Lên nhá, áo che vai đi nhá. Áo che vai khuy nhá nhá. Có anh Kaka. Anh Ninh ơi, anh đi về anh trông con hộ em cái. Có ai lấy áo che vai màu trắng có khuy ở đứng trước ngực không ạ? Chất này cực kỳ đẹp nha các chị ơi. Chất này, chất áo này nhá, áo kiểu này cực kỳ đẹp nha. Nó hơi ôm thôi nha các chị nha. Hơi ôm nha nhưng mà chất vải có giãn nha. Mặc cực kỳ đẹp nha các chị nha. Ai lấy áo trắng này có mừng trắng cho em nha. Ai lấy trắng này có mừng trắng cho em nhá. Ai lấy trắng có mừng trắng cho em nhá. Bảo trơn này. Có áo sơ mi không? Có sơ mi nhá Cún Ngốc ơi, có sơ mi nhá. Có sơ mi nhá, nhà em đang đang sale lốt sơ mi đấy nhá. Chị thích sơ mi cọc hay là sơ mi dài tay ạ? Sơ mi cọc là nhà em bán 50k nhá, mà sơ mi dài tay nhà em sale còn 101 nhá. Cún Ngốc nhá. Sơ mi cọc nhà em sale còn 101 nhá. À sơ mi dài tay sale còn 101, còn sơ mi này thì bán 50k nhá. Đây nhá. Dài tay à? Ok đợi em một tí nhá, để em tìm nhá. Đây em một tí nhá. Đây sơ mi dài tay đây nhá.
44 cân thì mặc các cái dáng nhỏ nhỏ ôm ôm này đấy nhá. Đây nhà em mặc thử cho chị xem nhá. Mặc thử cho chị xem nhá. Thế thì anh đi luôn đi nhá. Anh vui lên nào nhá. Đi luôn đi. Đây nhá, Sammy, đây nhá chị nhá, 101 thôi nhá. Cún ngốc ơi đây ạ. Đây nhá chị nhá. Tối thế nhở. Đây nhá, cún ngốc ơi đây ạ. Đây nó lại sáng rồi. Nó lại tối rồi. Cún ngốc ơi đây ạ. Sammy đây nhá. Có cả sơ mi chai leo đấy nhá. Sơ mi chai leo dày tay màu trắng nhá. Đây là Gucci nhá. Nhà em còn đúng 3 chiếc sơ mi này thôi nhá các chị ơi. Chị làm lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Đây cả LV đấy nhá các chị nhá. Dáng này nhỏ nhỏ ôm này mặc vừa này. Còn cái dáng này thì từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Cún ngốc nhá. Cún ngốc còn lấy thì cún nất cún ngốc ơi, còn lấy màu nào thì comment màu cho em nhá. Đây nhá các chị ơi. Có ai lấy sơ mi Gucci này không ạ? Màu mận đây nhá. Ai lấy sơ mi này comment sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi comment sơ mi cho em nhá. Sơ mi trắng nhá. Gucci đây nhá. Ok cún ngốc nhá. 101 nhá. Xeo lốt nhá. Chị nào lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Chị nào đang xem không ạ? Chị nào đang xem thì chấm cho em một chấm nhá. Còn một cái sơ mi này LV này nhá, trước chị nhá. Còn một cái sơ mi LV này nhá. Ok, cún ngốc nhá. Đây nhá, còn một cái sơ mi LV này nhá các chị ơi. Một cái sơ mi LV này em xả lốt có 101 nhá. Đợt trước em bán kéo là 130 nha các chị ơi. Đợt trước bán áo này là 130 nha. Giờ em xả còn 101 nha. 101 thôi nha các chị ơi. 101 thôi nha. Ai lấy áo này thì comment áo cho em nha. Ai lấy sơ mi này. Mỗi cái mẫu này nhà em còn đúng một chiếc thôi nha các chị nha. Mỗi mẫu này nhà em còn đúng một chiếc thôi nha. Ai lấy áo nào thì comment áo cho em nha. Ai lấy áo màu nào thì comment áo cho em nha. Sơ mi em đang mặc nha. 101 nha. Mỗi cái mẫu này nhà em còn đúng mỗi một chiếc thôi nha. Ai lấy mẫu nào thì comment mẫu cho em nha. Chai leo đấy nhở, chai leo này cũng đang rất hot nhở. Chai leo này cũng đang rất hot nhở. Ở ngoài bán 120, 130 nhở. Nhà em sale còn 101 nhá các chị ơi. Ở ngoài nhở, ở ngoài bán rất là đắt nhá các chị nhở. Đây nhá em sale nhở, còn đúng mỗi cái mẫu này nhà em còn đúng một chiếc thôi nhá các chị nhở. Mỗi mẫu này còn đúng một chiếc nhở. Chị nào lấy thì comment sơ mi cho em nhở. Chị nào lấy sơ mi comment sơ mi cho em nhá các chị nhở. Chị nào lấy sơ mi có mừng sơ mi cho em nhá. Mỗi mẫu này nhà em còn đúng một chiếc thôi nhá. Ai lấy sơ mi chai leo trắng này thì có mừng sơ mi chai leo trắng cho em nhá. Có sơ mi tay lỡ không? Tay lỡ à? Có tay lỡ nhá. Bích Trần ơi, nhà em có sơ mi tay lỡ nhá. Tay lỡ à? Đấy em một tí nhá, chị Bích Trần nhá. Tay lỡ từ từ thì tay lỡ. Đây cái này là tay lỡ hay sao nhỉ? Còn tay dài à? Tay lỡ này em không có đâu chị ơi. Quên mất, chưa tưởng có tay lỡ. Không có tay lỡ đâu chị ơi. Nhà em có tay cộc, nhà em có tay cộc nhỉ. Mà phải màu xanh này. Đây có mỗi cái này tay lỡ này. Không, mình thấy kinh rồi. Trời là rồi. Đọc cái này tay lỡ. Đây nhá, Bích Trần ơi, đây ạ. Đây nhá, có sơ mi đỏ này thì tay lỡ này. Em mặc thử cho các chị xem nhá. Có cái này tay lỡ nhá. Đây nhá, màu đỏ này mặc cực kỳ đẹp nhá. Có cái dây rút ở giữa nhá, đây là tay lỡ đây này. Bích Trần ơi, chị có lấy cái này không ạ? Đây nhá, nhà em còn đúng một chiếc này tay lỡ thôi.
Có cả sơ mi cộc tay đây nhá. Hoa nhá các chị nhá. Sơ mi cộc tay hoa nhá. Có ai lấy sơ mi đỏ em đang mặc không ạ? Ai lấy sơ mi đỏ, có mừng sơ mi đỏ nhá. 50k thôi nhá. Xeo nhá, xeo 50k thôi nhá các chị nhá. Ai lấy sơ mi đỏ lại có mừng sơ mi đỏ cho em nhá. Ủa. Ai lấy sơ mi đỏ lại có mừng sơ mi đỏ cho em nhá. Ai lấy sơ mi đỏ lại có mừng sơ mi đỏ nhá. Chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em thì chấm cho một chấm nhá. Ai lấy sơ mi đỏ có mừng sơ mi đỏ cho em nhá. Có sơ mi kẻ cọc tay nhá các chị ơi. Sơ mi kẻ cọc tay nhá nhá em. Xeo còn... còn... nó ngủ ra à, dạ. Sơ mi cọc tay nhá các chị ơi. Đồng giá 50k nhá. Đồng giá 50k nhá các chị ơi. Mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Nhà em giảm giá nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Sơ mi cọc tay nhá. Sơ mi này thì từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. Các chị yêu nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Đâu nhỉ? Đóng một khuy và giảm một khuy đấy. Đâu nhỉ? À, nhứt được, mình cứ đi tìm bên này. Có chị nào đang xem bài của em thì chấm cho em, cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em thì cho em xin một chấm nhá. Này nó cứ gọi để làm cái gì mới tắt. Giờ kệ đi tắt. Chị cứ bề nó xuống đây. Nó... chị nào đang xem bài của em chấm cho một chấm nhá. Sơ mi tay cọc đây nhá các chị ơi. Sơ mi tay cọc nhá. Sơ mi này thì từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Tay cọc hoa lá nhá. Tay cọc hoa lá nhá. Màu này mặc đẹp nhá các chị nhá. Nhé em có cả kẻ xanh này kẻ đen nhá. Kẻ xanh này kẻ đen nhá các chị yêu ơi. Kẻ xanh nhá kẻ đen nhá. Có dây rút ở dưới nhá các chị nhá. Chị nào thích dây rút thì có, thì rút nhá. Chị nào thích dây rút này thì rút vào nhá. Mà chị nào muốn sô vin thì cứ sô vin vào nhá. Chị nào muốn sô vin vào thì sô vin được nhá các chị nhá. Đây nhá. Rút nhá các chị ơi. Dây rút đấy nhá. Dây rút đấy nhá. Sơ vin vào đây nhá. Sơ vin vào đây ạ. Sơ mi nhà em xeo còn 50k thôi nhá các chị ơi. Sơ mi cọc tay đấy nhá. Sơ mi cọc tay hoa nhá. Chị nào lấy sơ mi cọc tay hoa thì có mừng sơ mi cọc tay hoa nhá. Tay kiểu nhá các chị ơi. Tay kiểu đấy nhá. Ai lấy sơ mi này thì có mừng sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi này có mừng sơ mi cho em nhá các chị yêu nhá. Chị nào đang xem bài của em chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em chấm cho một chấm nhá. Ấy nhá, ai lấy sơ mi này có mừng sơ mi cho em nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. Có hai màu nhá, kẻ xanh với cả kẻ kẻ xanh này. Có kẻ xanh này kẻ đen nhá các chị nhá. Kẻ xanh kẻ đen nhá, 50k một áo thôi nhá các chị yêu nhá. Sơ mi đây nhá. Nhà em xeo nhá, xeo lốt còn 50k nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Chị nào đang xem bài của em chấm cho em xin một chấm nhá. Để em biết các chị đang xem bài viết của em nhá. Chị nào đang xem bài viết của em thì chấm cho em xin một chấm để em biết các chị đang xem bài viết của em nhá. Còn một chiếc maxi nha các chị yêu ơi. Còn một chiếc maxi đi ạ. Còn một chiếc maxi nhá. Em xả lốt nhá. Xả lốt 50k nhá các chị ơi. Hai lớp nhá. Một chiếc maxi đi biển nhá. Chị nào thích maxi này thì có mừng maxi cho em nhá. Chị nào thích maxi này có mừng maxi cho em nhá. Hai lớp nhá các chị ơi. Hai lớp nhá. 50k một sản phẩm thôi nhá các chị yêu nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Chị nào đang xem bài của em chấm cho một chấm nhá. Đây nhá maxi đây nhá. Zoom zoom đây nhá. Nhá các chị yêu nhá. Zoom zoom đấy nhá. Co ấy ở đằng trước đấy nhá. Cái này thì 5 năm hoặc là 50 cân đổ lại đều mặc vừa hết nhá các chị nhá. 50 55 cân đổ lại hất lại này mặc vừa hết nhá. Cái chén nước cẩn thận. Các chị nhá, chị nào lấy thì có mừng vé cho em nhá. Nhà em xả lốt nhá, xả còn 50k thôi nhá các chị ơi. Xả còn 50k nhá. Chị nào lấy áo thì có mừng áo cho em nhá. Chị nào thích bộ không ạ? Chị nào thích bộ thì chấm cho em xin một chấm nhá. Chị nào thích bộ cho em. Chị nào thích bộ này thì chấm cho em một chấm nhá. Chị nào thích bộ này chấm cho em một chấm nhá. Chị nào thích bộ thì chấm cho em một chấm nhá. Nhà em bộ nhà em xả lốt nhá các chị nhá. Bộ nhà em cũng xả lốt nhá. Bộ nhà em xả lốt nhá. Xả còn 50k một bộ thôi nha các chị yêu nhá.
Bộ nhà em xả lốt nha, xả còn 50k một bộ thôi nha. Áo kiểu nha các chị ơi. Áo kiểu đỏ đô nhá. Kiểu che vai nhá các chị nhá. Nó kiểu che vai đấy nhá, bộc lơ đấy nhá. Đấy nhá, áo kiểu bộc lơ, kiểu che vai đấy nhá, 50k một áo thôi nhá. Kiểu áo kiểu nhá, chị nào lấy áo đỏ này thì có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Đây là kiểu lên tâm nhá các chị nhá. Đây là kiểu lên tâm nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ, à lên đẹp nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ nhá, màu này cực kỳ lổi da nhá các chị nhá. Còn đúng một chiếc duy nhất nhá. Chị nào lấy áo này thì có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ này có mừng đỏ cho em nhá. Áo này kiểu nhá, đi ăn con bằng cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Thắt nơ ở giữa nhá. Thắt nơ ở áo đây nhá. Đây nhá các chị nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Mất được. Các chị về tự thắt lơ nhá. Ai lấy áo đỏ này có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ cho em này à. Áo này đẹp lắm nhá các chị nhá. Nhà em bán không biết bao nhiêu chiếc này rồi nhá. Còn đúng duy nhất một chiếc này thôi nhá các chị nhá. Còn đúng duy nhất một chiếc nhá. Khách về cực kỳ ưng nhá. Khách cực kỳ ưng áo nhá. Áo kiểu đây nhá. Màu đỏ này cực kỳ đẹp nhá. Áo này từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Còn đúng một chiếc thôi nhá. Chị nào lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Chị nào lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy đỏ có mừng đỏ cho em nhá. Ai lấy lớp vàng này không ạ? Dáng ôm nhá. Cái này thì từ 48 cân đổ lại mặc vừa thôi nhá. Cái này dáng ôm nhá, 48 cân đổ lại mặc vừa nhá. Ai lấy lớp này? Ai lấy áo lớp này có mừng lớp nhá. Xin chào chị Thủy Nguyễn nhá. Xin chào chị Thủy Nguyễn nhá. Ai lấy áo trắng này có mừng trắng à, ai lấy áo vàng này có mừng vàng cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi, 50k một áo nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Nhà em mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1 cho các chị nhá. Ai lấy vàng này có mừng vàng cho em nhá. Ai lấy vàng à? Có mừng vàng cho em nhá. Gì đó. Ôi giời mẹ mọi người không ta. Tìm em cho. Tìm em cả. Chắc là kiểu gì vừa bắn này. Tìm em đâu rồi. Kiểu nhá chị ơi, áo kiểu cổ đây nhá. Áo kiểu cổ nhá. Dành cho các bạn tin tí nhá, các chị mặc cũng được nhá. Áo này thì form rộng nhá các chị nhá, 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Áo form rộng nhá, 55 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị yêu nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Ai lấy áo hồng này có mừng hồng cho em nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá các chị nhá. Ai lấy hồng này. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. Xin chào Lâm chị đang xem bài viết nhá. Chị nào đang xem bài thì chấm cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em chấm cho em một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em chấm cho em một chấm nhá các chị nhá. Chào chị Nguyễn Quỳnh nhá. Em chào chị Nguyễn Quỳnh nhá. Chị nào đang xem bài của em chấm cho em một chấm nhá. Áo kiểu nhá, kiểu chữ nhá, cổ đấy nhá, màu này mặc cực kỳ lổi nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá, để em biết các chị đang xem bài viết của em nhá. Áo của nhà em phong nhá, phong chất đều đẹp nhá các chị nhá, kiểu cắt đấy nhá, cắt cổ tim nhá. Kiểu rơi cốc. Uống nước á. Ai lấy hồng này nhá, ai lấy hồng thì có mừng hồng cho em nhá các chị nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. Ai lấy hồng này, ai lấy hồng thì có mừng hồng nhá. Áo xanh nha các chị ơi, xanh nhá, xanh ôm nhá. Chào Hằng Hằng nhá. Ai lấy xanh ôm này không ạ? Ai lấy xanh ôm này có mừng xanh ôm cho em nhá. Hàng theo nhá các chị ơi, hàng theo nhá.
Đồng giá 50k nha, mua 5 tặng 1 nha các chị nha. Hàng theo nha, đồng giá 50k nha, mua 5 tặng 1 nha các chị nha. Mua 5 tặng 1 nha, chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nha. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nha. Áo này là từ 48 cân đổ lại mặc vừa nha các chị nha. Áo này từ 48 cân đổ lại mặc mặc vừa nha. Ai lấy hồng này thì comment hồng cho em nha. Ai lấy hồng này comment hồng cho em nha. Áo này bạn mặc được nhá, cún ngốc ơi. Áo này bạn mặc được nhá, từ 4-5 cân mặc được mà. Cún ngốc mà. Áo này tớ mặc được nhá. Áo này tớ mặc... áo này tớ mặc được. Cún ngốc ơi, bạn mặc áo này vừa nhá, cún ngốc nhá. Cún ngốc ơi, bạn mặc áo này vừa nhá, hàng thêu nhá, cún ngốc nhá. Màu xanh xanh nhá. Xanh ở ngoài đậm hơn một tí nhá. Xanh ngoài đậm hơn một tí nhá, bạn có lấy áo xanh này con mần xanh cho tớ nhá, hàng thêu đấy nhá. Dáng nhỏ nhá. 44 cân mặc vừa nhá. 48 cân đổ lại mặc được nhá. Ai lấy xanh thì con mần xanh cho em nhá. Ai lấy xanh con mần xanh cho em nhá. Ok, cún ngốc nhá. Cún ngốc ở trên đàng huyền ấy. Vâng. Chồng chơi với Linh nhé. Đây nhá, ai lấy áo vàng này không ạ? Ai lấy vàng con mần vàng cho em nhá. Vàng gấu nha các chị ơi. Vải này cực kỳ mặc cực kỳ mát nhá. Ai lấy... Ok, ok, cún ngốc nhá. Ai lấy vải... ai lấy áo vàng này có mừng vàng cho em nhá. Vàng gấu nhá các chị ơi, vàng gấu nhá. Nhìn thò mặt gần mặt thì sáng thế. Sáng thế. Ai lấy gấu này có mừng gấu cho em nhá. Ai lấy áo gấu này có mừng gấu cho em nhá. Ai lấy gấu này có mừng gấu cho em nhá. Quần cà phong và cái quần kẻ này. Đây tớ một tí nhá. Nhà tớ còn đúng một chiếc quần cọc này thôi nhá. Quần cọc kẻ này thôi nhá. Có cái quần đỏ nữa đấy nhỉ. Quần đỏ thế này. Quần đỏ nhìn này. Đẹp mà. Đây nhá, quần cọc đây nhá. Quần này bán bao nhiêu? Quần này cũng bán 50k lốt nhá. Quần này quần kẻ đấy nhá. Quần kẻ này tớ bán 50k nhá. Bạn có thích con này không ạ? Con này vải đằng sau nó có giãn nhỉ? Cái đỏ đi. Đây nhỉ? Con cọc đây nhỉ? Đây còn một chiếc đỏ này nhỉ? Con cọc đỏ này nhỉ? Con đỏ này với cả con kẻ này nhỉ? Con đỏ và con kẻ nhỉ? Bạn có lấy thì comment cho tớ nhỉ? Có ai lấy áo vàng này không ạ? Chào chị Thu Phương nhá. Ai lấy vàng này comment vàng cho em nhá. Vàng gấu nhá các chị ơi. Vàng gấu nhá. Ai lấy vàng gấu và comment vàng gấu cho em nhá. Áo pha ren bèo tay còn không chị? Dây tay bèo à? Pha dây tay bèo nào chị? Áo nào à chị ơi? Không chị ơi ạ. Cái nào nhỉ? Thu Phương ơi, áo nào ạ? Đợi em một tí nhá. Trắng mà. Trắng mà. Còn lấy một cái màu đỏ ạ. Đâu? Trong túi ạ. Cái nào? Đây ra đây tìm em. Không có cái nào bé hơn đâu, cún ngốc ạ. Nhà tôi toàn cái form kiểu nó có chun mà mặc được nhá, có chun thì mặc được. Áo pha ren tay bèo mà áo kẻ trắng chứ. Kẻ trắng nào? Đi đâu nó thì còn cái nào nhá. Hay là có thích hàng công chúa này không? Nào đưa một cái ấy đây. Em đang mặc cái ở trong là màu đen. À, trắng bèo công chúa mình biết ngay mà lại. Có nhá chị ơi, nhà em vẫn còn nhá. Đây nhá, à đây, em vẫn còn nha chị ơi. Em vẫn còn đấy nha chị yêu ơi. Em vẫn còn đấy nhá. Bán 150 nhá. Bán. Bán 150 nhá, em sale còn 120 nhá.
Bán 150 nha, em sale còn 120 nha chị ơi. Đây nha, công chúa đây nha, kèm một à kèm áo hai dây trong nha. Ôi dồi, sao tối thế này? Đâu tối đâu. Đẹp mà. Áo 150 nha, kèm à áo 150 em sale còn 120 nha chị ơi. Có 3 màu nha, màu đen còn đúng ma trước này thôi nha. Đợi em một tí nha. Em mặc cái màu đen đi. Đang mặc áo hai dây đen ở trong. Đây nha, em mặc cái màu đen lên cho chị nha, tại vì em mang mặc áo hai dây đen ở trong nha, em mặc cho nó nhìn cho nó đẹp nha. Không lại cháy màu nhìn nó buồn cười ạ. Nha, em có shop bên nha các chị ơi. Đơn hàng 200k nha, miễn phí ship nha các chị nha. Đơn hàng 200k nha, miễn phí ship nha. Đồ gì quá. Đây nha. Em người hơi gầy nha, nhìn ai người mà đậm đậm nha, mặc cái áo này cực kỳ đẹp nha chứ chị nha. Tối thế nhở? Không tối đâu à. Đây tối thế nhỉ? Đó cũng là đứng chỗ kia là sáo nhở? Đứng chỗ này á? Thì mẹ quay vào đây nhìn trong bẩn. Quay vào trong góc này thì nhìn nó bẩn. Đứng chỗ này đi, quay đâu? Đứng thẳng cái chỗ kia chứ. Đứng lên đây á. Đây chị Thu Phương ơi, chị có thích cái này không ạ? Thu Phương ơi, chị có thích cái áo đen này không ạ? Đây nha, có cả màu trắng nhá. Có màu trắng, màu be nhá. Bán 150 nhá, giờ sale còn 120 nhá các chị nhá. Bán 150 giờ sale còn 120 thôi nhá. Còn đúng 3 trước này thôi nhá các chị nhá. Đúng 3 chiếc màu này thôi nha, chị nào lấy thì comment màu cho em nha. Hàng công chúa, hàng gen nhà em cao cấp nha các chị ơi. Hàng gen cao cấp nha. Chị Thu Phương ơi, chị có lấy không ạ? Chị lấy màu nào thì chốt màu cho em nha. Lấy màu nào chốt màu cho em nha các chị nha. Lấy màu nào thì chốt màu cho em nha. Ai đậm đậm người một tí mặc áo này cực kỳ đẹp nha các chị nha. Ai đậm đậm người một tí áo mặc áo này cực kỳ đẹp nha. Ai lấy áo công chúa vừa nãy nha, con mừng công chúa cho em nha các chị ơi. Ai lấy công chúa này, con mừng công chúa cho em nha. Áo công chúa nhà em còn đúng 3 mẫu thôi nha. 150 nha, nhà em sale còn không tối lắm. 150 nha, nhà em 150 nha, nhà em sale còn 120 nha các chị ơi. 150 còn sale còn 120 thôi nha. Chị này lấy áo ấy thì con mừng công chúa cộng màu cho em nha. Áo công chúa cộng màu cho em nha, có 3 màu nha, màu đen, màu trắng và màu be nha các chị nha. Ai lấy áo hồng này không ạ? Hồng nha các chị ơi. Hồng đây nha, hồng que kem nha. Hồng que kem nha. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nha các chị nha. Thu Phương này là ai không biết. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nha các chị nha. Ai lấy áo hồng que kem này có mừng hồng que kem nha. Ai lấy hồng que kem này có mừng hồng que kem cho em nha. Xin chào 5 người đang xem nhá. Chị nào đang xem thì chấm cho em xin một chấm nhá. Chị nào muốn xem áo phông, lẻ bộ, lẻ váy nhá. Chị nào thích xem gì thì comment nhá. Để em thay cho các chị xem từng mẫu một nhá. Em thay cho các chị xem từng mẫu một nhá. Chị nào lấy mẫu nào thì comment màu cộng số điện thoại cho em nhá. 50k một áo nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Ai lấy màu thì comment màu cho em nhá. Xin chào chị Nguyễn Lan Lan nhá. Ai lấy cái kiểu trễ vai này không ạ? Ai lấy trễ vai này comment trễ vai cho em nhá các chị nhá. Ai lấy trễ vai lấy comment trễ vai cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị yêu ơi. 50k một áo thôi nhá. Ai lấy áo thì comment áo cho em nhá. Ai lấy trễ vai này comment trễ vai cho em nhá. Ai lấy trễ vai này comment trễ vai cho em nhá các chị nhá. Váy nhá các chị ơi. Váy đây nhá. Váy này nhà em bán 50k lốt nhá các chị ơi.
Váy này nhà em bán nốt 50k nhá. 2 giây nhá, đi ngủ nhá, bầu bì mặc được thoải mái nhá các chị ơi. Vải này thấm mồ hôi hút nhá. Có màu trắng và màu xám nhá các chị ơi. Màu trắng và màu xám nhá, chị nào lấy màu nào thì comment màu cho em nhá. Nhà em còn 2 màu là nhá, còn đúng 2 chiếc váy này thôi nhá. 2 chiếc váy này nhá. Ai lấy váy comment váy cho em nhá. Nào đổ ra. Ai lấy váy nhá? Ai lấy váy comment váy cho em nhá. Ai lấy váy này thì comment váy cho em nhá. Các khách ơi, các khách ơi, các khách mua áo bên, hoặc là mua bộ váy bên nhà em nhá. Mua 5 sản phẩm nhá, nhà em tặng một áo nhá. Mua 5 sản phẩm nhà em tặng một áo nhá các chị yêu nhá. Mua 5 sản phẩm tặng một áo nhá. Ai lấy áo này, ai lấy váy này comment váy cho em nhá. Ai lấy váy này comment váy cho em nhá. Còn 2 chiếc nhá, cái này mặc cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy váy comment váy nhá, 50k một chiếc nhá. Cái này mặc cực kỳ thấm mồ hôi nhá các chị ơi. Cái này mặc cực kỳ thấm mồ hôi nhá. Ai lấy váy này comment váy cho em nhá. 50k một chiếc thôi nhá. Hai màu nhá. Màu trắng và màu xám nhá các chị nhá. Ai lấy váy comment váy cho em nhá. Còn một kiểu này. Còn một cái kiểu giống như vừa nãy em mặc nhá. Nhưng nó là lơ vàng, lơ hồng nhá các chị nhá. Nó là lơ hồng nhá, cổ ngọc đứng đứng trước đấy nhá. 50k một áo thôi nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Mua 5 tặng 1 nhá. Ai mua áo này comment áo cho em nhá. Ai mua áo lơ lơ cổ nhá, lơ cổ, cổ kiểu nhá các chị nhá. Lơ cổ kiểu nhá. Ai lấy lơ cổ kiểu lấy comment lơ cổ, lơ nhá, áo đen lơ cho em nhá. Ai lấy áo lơ lấy comment áo lơ cho em nhá. Tối nhỉ. Bạn mặc áo nào vậy ạ? À, áo đen này à? Phải áo đen này không ạ? Áo đen này thì ok nhỉ. Áo đen này có phải áo đen này không ạ? Mặc phải mặc áo đen này ok nhỉ. Ổn lắm quá, ướt cả chân. Đợi em một tí nhé các chị ơi, đợi em một tí nhá. Mạng vừa bị mất mạng nhá, một tí nhá. Các chị vào xem lại giúp em nhá. Các chị vào xem lại giúp em nhá. Áo này dáng ôm nhỏ nhỏ này cuốn ngốc mặc được nhỉ. Ở ngoài chất cũng được nhỉ, cuốn ngốc nhỉ. Ở ngoài chất này cũng đẹp nhá. Ôi dồi ôi. Đây nhá. Để em một tí nhá. Cái gì đó. Đây nhá, cún ngốc ơi. Cổ lơ nhá, dáng nhỏ nhỏ ôm này này nhá, bạn mặc được nhá. Dáng nhỏ nhỏ này bạn mặc được nhá, cún ngốc nhá. Cún ngốc có lấy áo này này thì ok nhá. Đen nhá. Tớ mặc hay áo nhìn nó hơi cổ nhá. Người bạn nhỏ nhỏ 44 cân này mặc được nhá. 44 cân mặc được nhá. Ok nhá. Cái này ở ngoài nhìn xinh này. Màu đen ngoài này cũng xinh nhá. Ôi dồi, nóng quá. Có chị nào thích xem bộ không ạ? Xách cả răng. Ok, cuốn ngốc nhá. Có ai thích kiểu trễ vai này không ạ? Trễ vai nhá, em mặc thử trễ vai cho các chị xem nhá. Đồng giá 50k nhá, nhà em bán nhá, bán đồng giá 50k nhá các chị yêu nhá. Đồng giá 50k nhá, chị nào đang xem bài của em thì cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nhá. Trễ vai đi nhá các chị ơi, nhìn trong nai nhìn. Ok nhá, ok cuốn nhá. Tối tớ lên mẹ tớ thì tớ ship cho nhá. Đây nhá, ai lấy trễ vai không ạ? Ai lấy trễ vai nhá? Ai lấy trễ vai thì comment trễ vai xanh cho em nhá. Nhà em rất là về rất là nhiều màu nha. Nhìn trong nai nhìn nó hơi béo nhá các chị nhá. Ở ngoài nhìn nó không thể lấy đâu nhá. Ở ngoài nhìn đẹp hơn nhá các chị nhá. Ở ngoài màu xanh này nhìn rất là đẹp nhá. 50k một áo thôi nhá. Nhà em có đen nhá, có kẻ đen này, tím trắng nhá các chị nhá. Có kẻ đen nhá, tím trắng nhá các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment áo cho em nhá. Ai lấy kiểu trễ vai này comment kiểu nhá. Ai lấy kiểu trễ vai này thì comment kiểu cho em nhá. Xin chào chị người đang xem nhá. Các chị ơi, chị nào đang xem thì chấm cho em xin một chấm nhá. Cho em xin một chấm nhá. Các chị chia sẻ bài viết giúp em nhá. Để em để em like tiếp nhá chị nhá. Để em like tiếp nhá. Ai lấy trễ vai này comment trễ vai cho em nhá. Các chị cho em xin một chấm chia sẻ bài viết hộ giúp em nhá. Các chị chia sẻ bài viết xong rồi chia sẻ bài viết cho em xong cho em xin một chấm nhé. Em biết các chị đang xem đấy các chị yêu nhá. 50k một áo thôi nhá. Nai phong 50k một áo thôi nhá các chị nhá.
Chị nào lấy phông thì comment phông cho em nhá. Có chị nào thích bộ không ạ? Có ai thích bộ không ạ? Chị nào thích bộ comment bộ cho em nhá. Xin chào chị Dương Mỹ nhá. Có ai lấy váy hoa này không ạ? Có ai lấy cái váy hoa này không ạ? Ai lấy cái váy hoa này comment hoa cho em nhá các chị ơi. Ai lấy cái váy hoa này nhá thì comment hoa cho em nhá. Hoa đằng trước nha, đằng sau là phông váng nhờ hoa nhờ. Nhìn ở ngoài rất là đẹp nha, em xả lốt còn 50k nhá các chị yêu nhờ. Ai lấy váy này có một váy cho em nhờ, váy này thì phong nhỏ nhờ. 48 cân đổ lại mặc vừa thôi nhá các chị nhờ. 48 cân đổ lại mặc vừa thôi nhờ, 50k một váy thôi nhá. 50k một váy thôi nhờ, chị nào lấy váy có một váy cho em này. Chỉ 50k một váy thôi nhờ. Váy này thì phong nhỏ nhá các chị nhờ. Phong nhỏ thì từ 48 cân đổ lại mặc vừa thôi nhờ, 48 cân đổ lại mặc vừa nhờ. Nhà em có rất là nhiều màu nha, con công này, hoa nha các chị nha, con công hoa nha, rất là nhiều nha. Chị nào lấy váy thì có một váy cho em nha, 50k một váy thôi nha. Có chị nào thích zoom không ạ? Có chị nào thích zoom không ạ? Chị nào thích zoom không ạ? Em dỡ zoom lên để em cho các chị xem nhé. Zoom nhà em đồng giá 45k, à 50k nhé các chị nha. Zoom nhà em đồng giá 50k nhá. Con ngốc mặc cái áo ấy đi. Đây nhá các chị ơi, ai lấy áo kẻ đỏ nhá, dáng baby doll nhá. Dáng baby doll nhá. Ai lấy cái kẻ đỏ này có mừng kẻ đỏ cho em nhá. Ai lấy kẻ đỏ này có mừng kẻ đỏ cho em nhá, dáng baby doll nhá các chị nhá. Baby doll nhá. Nhà em có cả kẻ đỏ này, kẻ cam nhá các chị nhá. Chị nào lấy kẻ nào thì có mừng kẻ cho em, màu kẻ cho em nhá. 50k một áo thôi nhá. Ai lấy kẻ là có mừng kẻ cho em nhá. Ai lấy kẻ là có mừng kẻ cho em nhá. Ai mua 5 áo bên sản phẩm bên nhà em nhá. Ai mua 5 áo bên sản phẩm bên nhà em nhá. Ai mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng 1 áo nhá các chị nhá. Ai mua 5 sản phẩm bên nhà em nha, em sẽ tặng 1 áo nha các chị yêu ơi. Ai mua 5 sản phẩm bên nhà em nha, em sẽ tặng 1 áo nha các chị nha. Adidas nha các chị ơi. Áo nhá, áo Adidas nha, áo chữ Adidas nha. Ai lấy áo chữ Adidas này thì comment Adidas cho em hồng nhá. Ai lấy hồng Adidas này. Hồng in nhá các chị ơi, hồng in đây nhá. Hồng in nhá, chị nào lấy hồng in này comment hồng in cho em nhá. Chị nào lấy hồng in này comment hồng in cho em nhá. Chị nào lấy hồng in này comment hồng in cho em nhá. Ai lấy hồng in này comment hồng in cho em nhá. Ai lấy hồng in này thì comment hồng in cho em nhá. Adidas nha các chị nhá. Adidas nhá. Ai lấy Adidas này có mừng Adidas cho em nhờ. Ai lấy Adidas này có mừng Adidas cho em nhờ. Có chị nào đang xem bài viết không ạ? Có chị nào đang xem like của em cho em xin một chấm nhé. Chị nào đang xem like thì cho em xin một chấm nhờ. Có chị nào thích phông mèo hay là phông môi gì không ạ? À có chị nào thích phông môi không ạ? Phông chó nhờ. Phông môi, phông chó nhà em bán cũng 75k nhá các chị nhờ. Phông môi, phông chó nhà em bán 75k nhá. Chị nào thích thì comment cho em nhá. Gucci nhá, hàng Gucci nhá các chị ơi. Hàng Gucci nhá, ở ngoài chợ không có giá 75k đâu nhá các chị ơi. Chị nào lấy áo chó đen này comment chó đen cho em nhá. 75k một áo thôi nhá các chị nhá. 75k một áo nhá. Hàng Kim Sa nhá các chị ơi. Hàng Kim Sa nhá, 75k một áo nhá. 75k một áo nhá các chị ơi. Ai lấy áo chó Kim Sa này comment chó Kim Sa cho em nhá. Em mặc thử cho các chị xem nhá, chó Kim Sa nhá. Nhà em còn mấy mẫu thôi nhá. Tim nhá, môi nhá. À môi tôi nhá, nhà em còn mẫu môi nhá. Áo chó nhá. Chó này, ong nhá. 75k một áo thôi nhá các chị nhá. Ai lấy chó đen này không ạ? Có lẽ có ai lấy áo chó đen này không ạ? 75k một chiếc thôi nhá các chị ơi. Còn hình như còn đúng một chiếc chó này hay sao nhỉ? Môi à, tim hết sạch à? Tim nhá, hết sạch hay sao? Có đồng mới tim có vết này không? Có ai lấy áo chó này không ạ? Chó phom nhỏ nhá các chị ơi. Chó này từ 50 cân đổ lại mặc vừa nhá. Hàng co giãn nhá. Hàng bên nhà em nhá. Chất đẹp nhá các chị nhá. Bao chất cho các chị nhá. Mua ở ngoài chợ không có giá 75k đâu nhá. Các chị mua ngoài chợ ít nhất phải trên 100.000 trở lên nhá các chị yêu nhá.
Trên 100 nghìn trở lên nhá, áo chó kim sa đen này nhá. Ai lấy chó kim sa đen, con mừng chó kim sa đen cho em nhá. Phong mô nhé, bán này. Phong môi nhà em cũng bán 75k, đồng giá 75k nha các chị nha. Phong môi đỏ nha, form này thì to hơn một tí nha, 60 cân đổ lại mặc vừa nha. Form to nha, form này nhỉnh nha, 60 cân đổ lại mặc vừa nha. Chị nào lấy form, chị nào lấy môi nha, thì có một môi cho em nha. Nhà em có 3 màu nha các chị yêu nha. Môi đỏ là nhà em có 3 màu nha, phong kim sa nha, 75k một áo phong thôi nha các chị ơi. 75k một phong thôi nha, 75k một phong môi thôi nha các chị nhá. Môi đỏ nhá, môi đen nhá, hàng Gucci nhá các chị nhá, mark Gucci nhá. Môi đỏ môi đen nhá, giống các shop nhá các chị nhá, hàng giống trong shop nhá, hàng kim sa nhá. Môi đỏ môi đen này, còn môi trắng nhá, môi trắng nhá các chị nhá. Đây không trắng, đây là hổ chẳng. Nhà em còn hai màu thôi nhá. Chị nào lấy áo nào thì có mừng áo, chị nào áo lấy áo nào thì có mừng màu cho em nhá. Ai lấy môi là có mừng môi nha, nhà em còn đúng mỗi hai màu thôi nhá. Đỏ nhá, ai lấy đỏ môi là có mừng đỏ môi nhá. Ai lấy đen môi là có mừng đen môi cho em nhá. 75k một chiếc thôi nhá các chị nhá. 75k một chiếc nhá. Ai lấy chó kim sa, em đang mặc có mừng chó kim sa cho em nhá. Ong nhá các chị ơi, ong nhá, ong Gucci nhá. Nhà em có cả áo hổ nhá các chị nhá, áo mặt hổ nhá, hàng theo nhá các chị yêu nhá, hàng theo nhá. Ai lấy hàng theo này, ai lấy ong theo là có mừng ong theo cho em nhá. Ai lấy ong theo là có mừng ong theo cho em nhá. Ai lấy ong theo là có mừng ong theo cho em nhá. Hàng theo nhá các chị nhá, nhà em toàn hàng theo thôi nhá. Có hai màu nhá các chị nhá, có màu đen và màu trắng nhá. Có màu đen và màu trắng này các chị này. Ai lấy áo nào thì có mừng màu cho em nhá. Ai lấy màu nào thì có mừng màu cho em nhá. Ai lấy màu thì có mừng màu cho em nhá các chị nhá. Các chị nào có, chị nào đang xem không ạ? Chị nào xem thì chấm cho em xin một chấm nhá. Có chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Phong em xả lốt nhá các chị nhá. Phong em xả nhá. Xả phong này còn 75k một phong thôi nhá. 75k một phong thôi nhá các chị nhá. Ai lấy phong con mừng phong cho em nhá. Ai lấy áo mặt hổ đỏ này không ạ? Ai lấy hổ đỏ này không ạ? Hổ đỏ nhá, hàng mark đấy nhá. Mark đấy nhá các chị nhá. Sell lốt nhá, 75k một áo thôi nhá. 75k một áo nhá. Ai lấy hổ đỏ này con mừng hổ đỏ cho em nhá. Hổ đỏ hàng theo nhá các chị nhá, không phải là hàng in đâu nhá. Đây là hàng theo nhá, chất phong đẹp nhá các chị yêu nhá. Chất phong đẹp nhá. Ai lấy hổ theo này con mừng hổ theo cho em nhá. Ai lấy hổ theo là có một hổ theo cho em nhá. Xin chào chị Khổng Hoa nha. Thủy ơi không phải làm à? Ai lấy áo chó này thì có một chó cho em nhá. 75k một áo thôi nhá các chị nhá. Đồng giá 75k thôi nhá. Xả nhá, xả còn 75k thôi nhá. Ai lấy chó này có mừng chó cho em nhá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nhá. Chó kim sa nhá. Nhà em có rất là nhiều áo đẹp nhá các chị nhá. Chị nào muốn xỉ nhá, ôm nô hoặc là bán nhá. Xỉ nhà em xỉ từ 10 sản phẩm trở lên nhá, giá cực kỳ ưu đãi nhá các chị ơi. Xỉ từ 10 sản phẩm trở lên nhá. Ai bắt vào link cho em nhá, IB cho em nhá. Xỉ từ 10 sản phẩm trở lên nhá. Xỉ từ 10 sản phẩm trở lên nhá các chị nhá. Chị nào muốn kinh doanh thêm ở nhà nhá, có thể ebook cho em nhá. Giá xỉ thì cực kỳ hấp dẫn nhá. Áo có 50k nên là các chị yên tâm nhá, giá xỉ cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Xỉ từ 10 áo trở lên nhá. Có ai lấy áo này không ạ? Áo tua rua nhá, chất này cũng cực kỳ đẹp nhá. 60k nhá các chị ơi. Cái này em bán 60k nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng nhá. Tua rua ở dưới nhá các chị nhá. Hồng tua rua nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. Ai lấy áo hồng này có mừng hồng cho em nhá. Ai lấy áo hồng này thì có mừng hồng cho em nhá. Hồng kể nhá, hồng kể tua rua nhá các chị nhá.
Ai lấy hồng kể tôi rua này, comment hồng cho em nhá. Ai lấy hồng này, comment hồng cho em nhá. Bông cho mày xin hồng nước bông ơi. Tôi mất chẳng nói hết, bây giờ ăn bao nhiêu vậy? Hay giả con. Khiếp, đang ăn mì lại uống. Có ai thích áo hoa thêu này không ạ? Hoa thêu nhá các chị ơi. Hàng thêu nhá. 60k một áo thôi nhá. Cái này mặc chất này mặc cực kỳ mát nhá các chị nhá. Thun thái nhá. Thun thái mặc cực kỳ mát nhá. Cái nhà em còn đúng hai chiếc này nhá thôi nhá. Đúng hai chiếc này nhá. Chất vải cực kỳ mát, cực kỳ mát nhá các chị nhá. Lỗi nhịn nhịu. Chất vải cực kỳ mát nhá. Cái này mặc cực kỳ mát nhá. Hoa hồng thêu nhá các chị ơi. Ai lấy hoa hồng thêu này comment hoa hồng thêu cho em nhá. Ai lấy hoa hồng thêu này comment hoa hồng thêu cho em nhá. Chị nào đang xem bài thì cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài của em thì cho em xin một chấm nhá, để em biết các chị đang xem bài của em, bài viết của em nhá. Có chị nào thích bộ không ạ? Bộ nhá các chị ơi, bộ nhá. Có chị nào thích bộ không ạ? Kẻ nhá các chị ơi, bộ kẻ nhá. Kẻ hai dây nhá. Hai. Anh chị nào là ai? Đâu có nữa. Có ai thích cái bộ hai dây này không ạ? Hai dây kẻ xanh nhá. Mỗi mẫu này nhà em còn đúng một bộ nhá. Mỗi mẫu này nhà em còn đúng một bộ thôi nhá. Ơ cái quần đâu nhỉ? Ai thích bộ này cho ai thích bộ này nha, em sale lốt nha. 50k một bộ thôi nha, các chị mua 5 tặng 1 nha. Mua bộ áo này, bộ này hoặc là áo bất kỳ nha. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo nha. Ôi giời, có ai tặng em bừng nha. Mua 5 sản phẩm bất kỳ nha, em sẽ tặng một áo nha. Quần đây nha các chị ơi, quần đây nha. Quần kẻ nha, chị nào muốn em mặc thử nha, em sẽ mặc thử cho các chị xem nha. Chị nào muốn em mặc thử nha, em sẽ mặc thử cho các chị xem nha. Áo nhá các chị ơi, áo đây nhá. Hàng nhá, hàng vải von nha, nhưng mà mặc cũng cực kỳ mát nhá các chị nhá. Vải von nhưng mà mặc cũng cực kỳ mát nhá. Đây nhá các chị nhá. Chị nào ấy mà chị nào chửa nhá, chửa mặc cái này cũng được nhá. Chửa mặc cái này cũng được nhá. Ai lấy hai dây này comment hai dây cho em nhá. Ai lấy hai dây này comment hai dây cho em nhá các chị nhá. Hai dây nhá. Xin chào chị Trang Lan nhá. Xin chào chị Trang Lan, quần đây nhá, quần của cái bộ này đây nhá. Ai lấy hai dây lại comment hai dây cho em nhá. Xả nhá, 50k một bộ thôi nhá. Các chị mua ngoài chợ không có giá 50k một bộ này đâu nhá. Ngoài chợ không có giá 50k đâu nhá. Chị nào thích bộ thì comment bộ cho em nhá. Bộ hai dây nhá. Áo nhá các chị ơi, áo kiểu tay lỡ nhá. Áo tay lỡ nhá. Trễ vai nhá, trễ vai tay chị vai nhá. Tay đi nhá các chị ơi, tay đi nhá. Tay đi nhá. Cái này mặc đi chơi này hoặc là đi biển nhá, mặc cũng cực kỳ được nhá các chị nhá. Đi chơi đi biển nhá, mặc kiểu lỡ này nhá, cũng đẹp nhá. Đây nhá các chị nhá. Ai lấy cái áo này comment áo cho em nhá. À ai lấy bộ nhá. Bộ này chỉ có 50k một bộ thôi nhá các chị nhá. Hàng hai lớp nhá, hàng nhà em là hàng hai lớp nhá. Áo này nè, các bộ nhà em nha, đều là hàng hai lớp nha. Mặc không sợ, lo bị lộ nha các chị nha. Cái này mặc thì không bao giờ sợ tụt nha. Tại vì nó là tay nó thêu ở ngoài nha các chị nha. Mặc cái này không bao giờ sợ tụt nha. Tại vì cái này nó là hàng chun nha, chun bó. Nhưng mà tay của nó lại thiết kế ở ngoài này nha. 50k một bộ thôi nha. Chị nào thích bộ em đang mặc này có mừng bộ cho em nha. Chị nào thích bộ em đang mặc này có mừng bộ cho em nha. Ai lấy bộ này, ai lấy bộ là có mừng bộ cho em nhá. Bộ màu xám nhá, ai lấy bộ xám là có mừng bộ xám cho em nhá. Có nhá, có màu gì. Năm mươi, Cường ơi, mua về cho Thủy vài bộ mặc ngắm dần. Chị Cường mua về cho cô Thủy. Zoom nhá các chị ơi. Zoom nhá. Zoom quần nhá các chị nhá. Hàng cốt tông nhá, vải nhá, vải này cực kỳ thấm mồ hôi nhá các chị nhá.
Vải này cực kỳ thấm mồ hôi nhá. 50k một bộ thôi nhá các chị ơi, 50k một bộ nhá. Chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em thì cho em xin một chấm nhá. 50k một bộ thôi nhá. Chị nào lấy bộ này có một bộ cho em nhá. Cái chỗ này là vải cực kỳ co giãn nhá. Cái hàng này à, cái áo, cái bộ zoom này nhá. 5 năm cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào béo vai hoặc là mặc chút lên để lại được mà hở vai cũng được nhá. Chị nào lấy bộ này thì có một bộ cho em nhá. Ừ, tối và Thủy sang đây. Tối lại sang đây chơi. Ai lấy zoom này không ạ? Zoom 2 giây nhá. Gen nhá các chị ơi, zoom 2 giây đây nhá. Gen may nhá, gen may hai bên áo nhá, đằng sau là hở đằng sau lưng một tí thôi nhá các chị nhá. Kiểu yếm nhá các chị nhá. Zoom yếm nhá. Cái này là kiểu như yếm nhá các chị nhá. Ai lấy zoom này comment zoom cho em nhá. Có rất là nhiều màu nhá. Có màu này màu tím đậm này, có cả tím nhạt nhá. Xanh rêu nhá các chị nhá. Có rất là nhiều màu mà chỉ có 50k một bộ thôi nhá các chị nhá. 50k một bộ nhá. Chuẩn bị vào hè rồi nhá, các chị mua mặc nhá, hoặc là các bạn trẻ trẻ tin tin nhá, mặc bộ này cực kỳ đẹp nhá. Kiểu yếm nhá, mặc cực kỳ mát nhá, zoom đây nhá, chất cắt hàn nhá các chị ơi, chất cắt hàn nhá. Cực kỳ đẹp nhá, chất cắt hàn nhá. Chất cắt hàn nhá các chị ơi. Chị nào lấy thì có một màu cho em nhá. Chị nào lấy zoom này có một zoom cho em nhá. Bộ này nhá, em cũng bán nốt 50k nhá các chị ơi. Bộ này em cũng bán nốt 50k nhá. Bộ em cũng bán nốt 50k nhá. Đây nhá, quần lửng nhá. Đây là quần ngố nhá. Áo cộc tay nhá, 50k một bộ thôi nhá các chị ơi. 50k một bộ nhá, kitty nhá. 50k một bộ thôi nhá. Hình kitty nhá các chị nhá. Hình kitty nhá. Ai lấy bộ kitty này thì có một kitty cho em nhá. Ai lấy kitty này thì có một kitty cho em nhá. Ai lấy kitty này thì có một kitty cho em nhá. Bộ màu xanh nhá chị nhá. Ai lấy bộ này có một bộ cho em nhá. Có chị nào đang xem bài của em nữa không ạ? Có chị nào đang xem bài viết của em không ạ? Có chị nào xem bài viết của em thì chấm cho em một chấm nhá. Có chị nào đang xem bài viết của em nhá thì cho em xin một chấm nhá. Có chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Bộ nhá, bộ tiếp nhá các chị ơi, bộ tiếp nhá, nhà em có rất là nhiều bộ nhá các chị nhá. Hà Hương, chào chị Hà Hương nhá. Các chị nhá, chị nào thích xem bộ nhá, xem áo phông nhá thì các chị comment cho em nhá để em like nhá. Chị nào thích xem bộ hoặc là áo phông nhá thì các chị comment nhá để em like nhá. Đây nhá các chị ơi. Kẻ nhá, phông màu lâu nhá. Lâu nhưng mà kẻ kim tuyến nhá các chị ơi, 50k một bộ thôi nhá, mặc cái màu này này. Cực kỳ nổi nhá, nó có cái dây bánh bèo đằng trước này nhá, mặc cực kỳ đẹp nhá các chị, mặc tối đi ngủ nhá, mặc cực kỳ mát nhá. Hàng vải von nhá các chị nhá, vải von nhưng mà mặc không nóng đâu nhá. Cái hàng này thấm mồ hôi đi ngủ, buổi tối đi ngủ mùa hè nhá, mặc cực kỳ mát nhá. Ai lấy bộ lâu thì comment bộ lâu cho em nhá. Ai lấy bộ lâu thì comment bộ lâu cho em nhá. Chỉ có 50k một bộ thôi nhá các chị nhá. Đồng giá 50k nhá, nhà em xả nhá, mua 5 tặng 1 nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em bất kỳ nhá, em sẽ tặng một bộ hoặc là em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Mua 5 sản phẩm bất kỳ bên nhà em này em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Ai lấy áo chữ lớp này không ạ? Ai lấy lớp này có một lớp cho em nhá. Ai lấy lớp này? Ai lấy lớp nhá, có một lớp cho em nhá. Ai lấy áo lớp này nhá. Ai lấy áo lớp này có một lớp cho em nhá.
Ai lấy áo chữ lớp này có mừng lớp cho em nhá. Lớp nhà em có nhiều màu nhá. Có màu đen và màu trắng nhá. Có màu đen và màu trắng nhá. Chị nào lấy áo lớp thì có mừng lớp cho em nhá. Xin chào bốn chị đang xem nhá. Chị nào đang xem thì cứ chấm cho em một chấm nhá để em hay không? Mà là không không trừ à, à không trừ ấy cho nó à. Nhanh nhỉ. Chấm lắp mua giả cho nó cái thẻ. Cái thẻ 50. Nhận hàng rồi. Đăng kiểm hàng. 60.000. 60.000 thì hơn được đi theo. Ai lấy phông lớp nữa nhá thì con mừng phông lớp cho em nha các chị nhá. Mặt tỏa sáng này này. Ai lấy phông lớp này thì con mừng phông lớp cho em nhá. Xin chào các chị nhá. Xin chào Trang Huyền nhá. Và chị nào đang xem bài của em không ạ? Chị nào đang xem bài chấm cho một chấm nhá. Mua 5 sản phẩm thì được tặng một áo nhá các chị ơi. 5 sản phẩm được tặng một áo nhá. Mua 5 sản phẩm bất kỳ nhá được tặng một áo nhá. Ai lấy phông đỏ này không ạ? Phông đỏ nhá, viền vàng nhá các chị ơi. Có túi đây ạ. Phông đỏ viền vàng có túi nhá. Ai lấy phông đỏ viền vàng này con mừng phông đỏ cho em nhá. Đang em chia sẻ rồi. Ai lấy phông đỏ viền vàng này con mừng phông đỏ cho em nhá. Đỏ túi nhá các chị ơi. Ai lấy đỏ túi này con mừng đỏ túi cho em nhá. Có chị nào chửa không ạ? Chị nào chửa nhá. Bầu bí nhá. Xả lốt 50k nhá. Xả 50k áo này nhá. Cái chất này cực kỳ mát nhá các chị ơi. Chất này cực kỳ mát nhá. Có ai bầu bí không ạ? Có ai bầu bí mà đang xem like của em không ạ? 50k một áo nhá. Áo bầu nhá các chị nhá. Áo bầu nhá. Có đúng một chiếc thôi nhá. Duy nhất một chiếc thôi nhá. Ai lấy áo hồng thì có mừng hồng cho em nhá. Ai bầu bì mà xem like thì chấm cho em một chấm nhá. Áo kẻ nhá các chị ơi. Kẻ đây nhá. Kẻ sọc đây nhá. Kẻ sọc đuôi đen nhá. Dáng kiểu baby blonde nhưng nó là sắt lách nhá các chị nhá. Dáng kiểu baby blonde nhưng mà nó là sắt lách nhá. Ai lấy áo này thì comment áo kẻ cho em nhá. Ai lấy kẻ này comment kẻ cho em nhá. Con à. Mấy chú thì áo đấy là áo bố. Ăn cháo. Áo cháo. Áo cháy ăn. Áo cháy ăn vỏ. Có chị nào xem bài của em không ạ? Ai đang xem bài viết của em nhá, cho em xin một chấm nhá. Lại vô mất cái chuyên ta rồi. Có chị nào đang xem bài viết của em nhé, cho em xin một chấm nhé các chị ơi. Phong nhá. Phong lâu nhá các chị ơi. Phong màu lâu nhá. Hàng in nhá các chị ơi. Màu lâu đấy nhá. Ai lấy phong lâu này, có mừng phong lâu cho em nhá. Ai lấy phong màu lâu này, có mừng phong màu lâu cho em nhá các chị nhá. Ai lấy phong lâu này nhá, có mừng lâu cho em nhá. Có chị nào đang xem không ạ? Chị nào đang xem chấm cho một chấm nhá. Chị nào đang xem thì chấm cho một chấm nhá. Ai lấy phông lâu này không ạ? Ai lấy phông màu lâu này có mừng màu lâu cho em nhá. Ai lấy phông màu lâu này có mừng phông màu lâu cho em nhá. Phông trắng nhá, dáng thụng nhá chị ơi. Phông trắng dáng thụng nhá. Ai lấy phông trắng dáng thụng này có mừng phông trắng nhá. Ai lấy phông trắng này có mừng phông trắng cho em nhá. Ai lấy phông trắng này có mừng phông trắng cho em nhá các chị nhá. Ai lấy phông trắng này có mừng phông trắng cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi, 50k một áo thôi nhá. Chỉ 50k một áo thôi nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi. Mua 5 tặng 1 nhá. 2 giây nhá các chị nhá. 2 giây nhá. 2 giây đây nhá các chị nhá. Ai lấy 2 giây lại comment 2 giây cho em nhá. Ai lấy 2 giây đấy nhá, comment 2 giây cho em nhá. Hàng vải von nhá các chị nhá, vải von nhá. Chim min nhá. Áo có 3 con chim đấy nhá các chị nhá. Ai lấy áo này thì comment
Áo chim nhỉ? Ai lấy chim đen này, con mình chim đen cho em nhỉ? Cái màu áo kiểu đằng sau chị để chồng đi. Sao đấy? Vâng. Để vẽ kia lên đấy, cho chồng áo kiểu đấy. Làm đi. Ai lấy nhá? Ai lấy áo áo chim chim in đen này nhá? Con mình chim in đen cho em nhỉ? Áo nhá, áo đấy nhá các chị ơi, ai lấy áo trắng trắng tiêu đấy nhá, phông trắng tiêu đấy nhá, con mừng nhá, con mừng phông tiêu cho em nhá các chị nhá. Xin chào chị Hà Lê nhá, 50k một áo thôi nhá các chị ơi, 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi, mua 5 tặng 1 nhá, ai lấy phông tiêu lấy con mừng phông tiêu cho em nhá các chị nhá, ai lấy phông tiêu đấy con mừng phông tiêu cho em nhá. Níu em mua áo đi. Chim đen xì. Ngứt được chim đen xì. Ok chim đen xì. Ok nhá, ok chim đen xì. Ok Thủy Vi nhá. Ngứt được. Áo này hơi hơi sun sun. Bông thối. Kiểu vả là thế đẹp con dạng đi. Ừ. Cổ chéo. Ai lấy áo hồng này không ạ? Ai lấy hồng này nhá? Ai lấy hồng con mừng hồng cho em nhá. Ừ, kiểu là thế là nó nhân đi. Kiểu thế kia là cái kia nhân nhau thế kìa. Kìa kìa. Kiểu là thế đấy. Ai lấy hồng này nhá? Ai lấy hồng này con mừng hồng cho em nhá các chị ơi. Ai lấy hồng này nhá? Cổ chéo nhá các chị ơi, cổ kiểu đấy nhá. Ai lấy hồng con mừng hồng cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. Mặc cái màu lấy lổi thật. 50k một áo thôi nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. 50k một áo nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. Cổ chéo nhá các chị nhá. Xin chào chị Lan Nhi nhá. Ai lấy hồng này có mừng hồng cho em nhá. Ai lấy hồng này thì có mừng hồng cho em nhá. Hồng kiểu nhá các chị ơi, hồng kiểu nhá. Ai lấy hồng kiểu này có mừng hồng kiểu cho em nhá. Mặc cái màu hồng này cũng cực kỳ lổi nhá. Chim hồng à. Hồng không có chim nhá. Đây là hồng thôi nha, không có chim nha. Hồng thôi nha, không chim nha. Nghiện chim quá rồi. Rồi. Bà để like á con. Con định bà để con like áo á. Con dáng baby doll nha các chị ơi. Dáng baby doll nha. Ôi dồi, còn 20% pin. Ngược đông ngược. Kiểu cổ rồi. Ai lấy áo đen này nhá, đen baby doll nhá các chị ơi, đen baby doll nhá. Ai lấy đen baby doll này con mừng đen baby doll cho em nhá các chị nhá. Ai lấy áo đen baby doll này con mừng đen baby doll cho em nhá. Ai lấy thì từ 5 năm cân đổ lại mặc vừa nhá các chị ơi. 5 năm cân đổ lại mặc vừa nhá. 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Chị nào lấy baby doll màu đen này có mừng baby doll nhá. Chim baby à. Khổ quá, nghiện chim quá rồi. Cường à, Cường Nguyên Nguyên đâu? Vào bắt Thủy về cái. Ai lấy baby doll này nhá. Ai lấy baby doll đen này thì có mừng baby doll đen cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Nhìn cái con mừng của Thủy mà có thể nào like nổi được Thủy ạ. Buồn cười quá. Tay nhá các chị ơi. Tay xòe nhá. Ai mà người đậm đậm một tí nhá, mặc cái áo này cực kỳ đẹp nhá. Dáng baby nhá các chị nhá. Chỉ có 50k một áo thôi nhá. Ai lấy áo này con mừng áo cho em nhá. Có ai thích sơ mi không ạ? Ai thích sơ mi thì cứ comment sơ mi nhá. Để em sell sơ mi nhá các chị nhá. Sell sơ mi dài tay nhá. Nhà em còn đúng 2 chiếc thôi nhá. Sơ mi dài tay nhá. Còn đúng 2 chiếc thôi nhá. Sell còn 101 thôi nhá các chị ơi. Sell còn 101 nhá. LV đấy nhá các chị ơi. Màu đỏ mận nhá. Màu đỏ mận nhá. Trước em bán áo này 150 nhá. Giờ em sell còn 101 nhá. Chị nào lấy
còn đúng hai chiếc sơ mi thôi nhá, một cái chai leo này, mỗi mẫu này nhà em còn đúng một chiếc nhá, một cái chai leo này và một cái sơ mi LV này nhá, còn đúng một hàng sơ mi này không nhân nhá, hàng đẹp nhá các chị ơi, hàng đẹp nhá, ai lấy sơ mi này comment sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. Nhà em còn đúng hai mẫu sơ mi dài tay ý thôi nhá. Sale còn 101 nhá các chị nhá. Chị nào lấy thì comment, chị nào lấy sơ mi comment sơ mi cho em nhá. Sơ mi kiểu này cũng là kiểu sơ mi cổ tàu nhưng nó có khóa nhá, kiểu nhá, sơ mi kiểu nhá các chị ơi. Kéo khóa đi nhá các chị nhá. Sơ mi màu xanh nhá, xanh xanh nước biển nhá. 50k một cái áo này thôi nhá các chị ơi. Cái dáng này mặc cực kỳ đẹp nhá. Dáng này mặc cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Màu xanh cổ tàu nhá, sơ mi nhá các chị ơi. Sơ mi cổ tàu nhá. Áo kiểu nhá, kiểu có khóa kéo đấy nhá, kiểu có khóa kéo nhá. Ai lấy sơ mi thì comment sơ mi cho em nhá. 50k một áo mua 5 tặng 1 nhá các chị ơi, 50k một áo thôi nhá. 50k một áo sơ mi thôi nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị yêu nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Các chị mua bộ này hoặc là áo bất kỳ sản phẩm bên nhà em nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo nhá. Có chị nào đang xem bài của em thì chấm cho em một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em thì chấm cho em một chấm nhá các chị nhá. Zoom nhá các chị ơi, zoom này cũng 50k nhá. Zoom này cũng đồng giá 50k này các chị này. Zoom kể nhá. Hằng môn. Em ở An Khánh Hoài Đức Hà Nội. À em ở La Phù nhá chị ơi. Em ở La Phù Hoài Đức Hà Nội nhá. Quên chuyển khẩu lâu rồi mà giờ cứ vẫn An Khánh. Zoom đây nhá các chị ơi, zoom đây nhá. Hằng Moon này em ở La Phù nhá. La Phù Hoài Đức Hà Nội nhá. Nhà em có shopper nhá. Nhà em có shopper nhá. Shopper nhá, đơn hàng 200k sẽ được miễn phí ship nhá các chị nhá. Đơn hàng 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Ai lấy zoom này comment zoom cho em nhá. Ai lấy zoom này comment zoom cho em nhá. Mẫu baby doll này nhá, có màu đen và màu tím nhá các chị ơi, màu đen và màu tím nhạt nhá. Màu đen và màu tím nhạt nhá. Ai lấy baby doll này comment baby doll nhá. Ai lấy baby doll này comment baby doll nhá. Cái này là sơ mi lốt à. Có chị nào đang xem bài của em ấy thì cho em xin một chấm nhá. Cho tớ xem bộ rồi. Bộ 2 giây chị Sam ơi. Toàn bộ 2 giây thôi chị Sam ạ. Bảo Sam. Đây chị Sam ơi, đây ạ. 2 giây nhá. 2 giây kẻ nhá chị ấy à. 2 giây kẻ xanh đấy nhá. Kẻ nào chứ? Đâu nhỉ? Cái bộ ở đâu rồi nhỉ? Đây nha chị ơi, đây kẻ. Đây nha, kẻ sọc nha. Có cả bộ đâu như cái hết rồi. Chả thấy áo đâu, còn toàn quần ấy. Đây nha chị nha. Đây có cả kiểu này nữa nha. Kiểu 2 giây nha, nhưng mà nó là nó buộc lơ ở đằng trước ngực nha. Ngựa nha, bộ màu trắng đấy nha. Không có bộ quần áo mặc ở nhà. Có bộ cọc, à có bộ mặc ở nhà nhưng mà đây chị ơi, có bộ mặc ở nhà đây. Bộ kiểu kitty. Bộ cọc chứ gì đây ạ? Ngố nhá. Bộ nào chứ? Đâu như có một cái bộ cam đây nhỉ? Có mỗi hai cái bộ kiểu cọc tay thôi chị ơi. Hai kiểu bộ này thì hơi to, chắc chị mặc không vừa. Bộ này thì hơi to. Bộ này hơi to, màu này cũng được này. Mà bộ này hơi to là quần ngố. Có chị nào đang xem không ạ? Chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Cho em xin một chấm nhá. Để em biết các chị đang xem nhá. Có ai lấy bộ này không ạ? Em bán nốt 50k nhá các chị ơi. Em bán nốt 50k nhá các chị nhá. 50k một bộ nhá.
áo đây nhá các chị nhá, bộ này mặc cực kỳ đẹp, cũng cũng được này, màu này ở ngoài đẹp nhá các chị nhá. Ai lấy bộ này có một bộ cho em nhá. Ai lấy bộ này có một bộ cho em nhá. Sắt lách nhá các chị ơi, sơ mi sắt lách nhá. Theo nhá. Sơ mi sắt lách theo nhá các chị nhá. Sơ mi sắt lách theo nhá. Ai lấy sơ mi sắt lách theo lấy có một sơ mi cho em nhá. Vâng chị ạ. Chị lấy bộ này ạ. Lát em về em bảo Thủy đem lên cho chị nhá. Lát em về em bảo Thủy đem lên cho chị nhá. Mai, mai Thủy đi làm về bảo bà Thủy đi, mai Thủy đi làm bảo Thủy đem lên cho ạ. Có ai lấy áo sơ mi này không ạ? Ai lấy sơ mi này không ạ? Sơ mi kẻ nhá. Sơ mi kẻ nhá các chị ơi. Sơ mi à quần sơ mi hàng thêu nhá. Kẻ mãi khổ. Sơ mi thêu nhá các chị ơi, thêu hoa nhá. Sắt lách nhá các chị nhá. Em mặc thử cho các chị xem nhá, màu đỏ mận này ở ngoài nhìn cũng đẹp nhá. Đỏ mận ở ngoài này mặc nhìn cũng đẹp nhá. Muốn ngủ quá còn. Chưa đã ngủ đâu, giả vờ lại ngủ rồi lại còn cứ ngủ chưa. À ngủ rồi hay sao ấy? Mắt nhầm nhầm. Ngủ cả buổi trưa rồi còn vẫn ngủ. Ai lấy áo sơ mi à, này nhá. Sơ mi các chị ơi, sơ mi đây nhá. Sơ mi này thì từ 55 cân đổ lại mặc vừa nhá. Màu đỏ mận này mặc nhìn cũng đẹp nhá các chị nhá. Sơ mi đỏ mận này nhìn cũng đẹp nhá. Ai lấy sơ mi này nhá thì comment sơ mi cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị yêu nhá. 50k một áo thôi nhá. 50k một áo nhá. Ai lấy áo này comment áo cho em này. Đây nhá các chị nhá, đây là hàng thêu nhá. Hàng thêu nhá các chị nhá. Ai lấy sơ mi này comment sơ mi cho em nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo nhá các chị nhá. Mua 5 sản phẩm bên nhà em sẽ tặng một áo nhá. Đỏ mận nhá các chị ơi. Sơ mi đỏ mận nhá. Cái mẫu này cũng cực kỳ đẹp này, sắt lách nhá, mặc cực kỳ mát nhá, ăn cố ăn bàn mặc đều đẹp hết nhá. Ai lấy sơ mi đỏ mận này thì comment sơ mi cho em nhá. Còn cả một chiếc màu xanh nhá các chị nhá. Có đỏ mận cả xanh nhá. Ai lấy đỏ mận hoặc là xanh thì comment màu cho em nhá. Ai lấy màu này comment màu nhá. Ai lấy màu này comment màu cho em nhá. Sơ mi đỏ mận đây nhá các chị ơi. Sơ mi đỏ mận cọc tay nhá. Ai lấy sơ mi đỏ mận cọc tay này này thì comment sơ mi đỏ mận cọc tay nhá. Ai lấy sơ mi đỏ mận này nhá thì comment sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi này thì comment sơ mi cho em nhá. Có chị nào đang xem không ạ? Chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem này cho em xin một chấm nhá các chị nhá. Chị nào đang xem bài viết của em nhé, cho em xin một chấm nhé. Chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nhé. Đây nhá, sơ mi đây nhá các chị nhá. Ai lấy sơ mi là có mừng sơ mi cho em nhá. Áo nhá các chị ơi, áo ren lưới nhá. Ren lưới này màu cam đất nhá. Ai có mẹ này hoặc là các chị nhá mà lớn lớn tuổi một tí nhá, lấy áo này mặc ok nhá. Lấy áo này mặc ok nhá, có hoa và có ren đứng trước nhá. Cái chất này mặc cực kỳ mát nhá. Ai lấy áo này thì comment áo cam nhá. Ai lấy áo cam ren có hoa đứng trước này thì comment cam ren cho em nhá. Ai lấy cam ren thì comment cam ren cho em nhá. Đỏ chó nhá các chị ơi. Đỏ này 2018 nhá. Ai lấy áo này thì comment áo đỏ chó cho em nhá. Ai lấy đỏ chó này có mừng đỏ chó cho em nhé các chị nhá. Ai lấy đỏ chó này có mừng đỏ chó nhá. Xanh nhá các chị ơi. Áo xanh nhá, phông xanh nhá. Phông xanh chữ đây nhá các chị nhá. Hàng này là nó dập khuôn vào áo thế nhá. Không phải hàng in nhá, là không sợ bong được nhá các chị nhá. Xanh lá cây nhá các chị nhá. Xanh lá cây nhá. Ai lấy xanh lá cây này có mừng xanh lá cây cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi. Bộ nhá, zoom này, bộ zoom bên nhà em nhá, đều đồng giá 50k nhá. Áo phông nhá, đồng giá 50k nhá. Chị nào lấy phông thì comment phông cho em nhá. Chị nào lấy áo phông thì comment phông cho em nhá. Chim đại bàng 3D nhá các chị ơi. Hình 3D nhá. Áo hình 3D nhá. 50k một áo thôi nhá các chị nhá. 50k một áo thôi nhá. Ai lấy áo chim này comment chim cho em nhá.
Ai lấy chim 3D này, chim đại bàng đấy nhở? Comment chim đại bàng cho em nhở. Cờ lốt tốt nhá. Đứng trước là cờ lốt tốt này, đứng sau là đuôi tôm nhá. Cắt mang cá nhá. Tay cũng thế nhá các chị nhá. Tay cũng thế nhá. Mua cho các em nhá, mặc nghịch nghịch nhá cũng được nhá. 50k nhá các chị ơi, 50k một áo nhá. 50k một áo nhá. Ai lấy trắng này, trắng 1000 nhá. Ai lấy trắng 1000 thì comment trắng 1000 cho em nhá. Ai lấy trắng 1000 nhá, comment trắng 1000 cho em nhá các chị nhá. Có chị nào chào 5 người đang xem bài viết nhá. Chào 5 người đang xem like nhá. Ai đang xem like cho em xin một chấm nhá để em biết các chị đang xem nhá. Ai đang xem like cho em xin một chấm để em biết các chị đang xem nhá. Che vai màu gì nhỉ? Màu lõn chuối nhá các chị ơi. Che vai màu lõn chuối nhá. Ai lấy che vai màu lõn chuối này comment che vai lõn chuối cho em nhá. Em mặc thử cho các chị xem nhá. Màu này mà cái che vai này cực kỳ dễ mặc nhá. Cái che vai này này mặc cực kỳ dễ mặc nhá. 50k một áo thôi nhá các chị ơi, 50k một áo nhá, mua 5 tặng 1 nhá các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá, có chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá để em đếm biết các chị đang xem bài viết nhá. Có chị nào đang xem cho em xin một chấm nhá để em xem để em biết các chị đang xem nhá. Có chị nào đang xem này cho em xin một chấm nhé để em biết các chị đang xem bài viết nhá. Ai lấy che vai này không ạ? Ai lấy che vai không ạ? Ai lấy che vai nhá, comment che vai cho em nhá. Lõm chuối nhá các chị ơi. Màu lõm chuối nhá. Còn một chiếc trắng chấm bi này nhá các chị ơi. Còn một chiếc màu trắng chấm bi này nhá. Ai lấy trắng chấm bi? Bộ gì đấy bạn? Bộ 2 dây nhá, bộ cọc tay nhá. 2 dây nhà em rất là nhiều bộ nhá các chị nhá. Bộ 2 dây đấy nhá chị Thu Trang ơi. 2 dây đấy nhá. 2 dây đấy nhá. 2 dây nhá, cọc tay nhá, rất là nhiều. Xin chào chị Ngô Thắm nhá. 2 dây nhá, bộ 2 dây đây ạ. Chị Thu Trang có thích không ạ? Cọc tay nhà em có nhá chị ơi. Cọc tay đấy nhá. Quần ngố nhá. Cọc tay quần ngố nhá. Ai lấy bộ gì thì comment bộ cho em nhá. Đây nhá chị Thu Trang ơi, 2 dây đấy nhá. Mặc bộ lấy tối đi ngủ thôi nhá. Tối đi ngủ hoặc là đi hóng gió, đi biển, đi chơi nhá. Đi biển hoặc là đi chơi nhá, mặc bộ 2 dây này mặc cũng được nhá. Vải dày dặn nhá các chị nhá. Bộ này vải dày dặn nhá. Ai lấy bộ này comment bộ cho em nhá. Ai lấy bộ này comment lợ bộ cho em nhá. Cái này là thất lơ đằng trước nhá. Ai lấy bộ comment bộ cho em nhá. Nhà em có nhiều bộ lắm ạ. Có cả kẻ nhá các chị ơi, bộ kẻ đây nhá. Trâm Anh Nguyễn ơi. Có bộ có tay phong to à? Phong to á? Phong to chắc nhà em hết rồi. Trâm Anh Nguyễn ơi em ở đâu? Trâm Anh ơi, Trâm Anh Nguyễn ơi em ở đâu? Bộ phong to em vừa bán rồi chị nhá. Chị Thu Trang chị bao nhiêu cân ạ? Thu Trang ơi chị bao nhiêu cân ạ? Bộ này thì hơi nhỏ. Trâm Anh Nguyễn ơi em ở đâu? Hà Nội ship 30k nhá. Hà Nội ship 30k, ship tỉnh 35k nhá. Có shop B nhá, đơn hàng 200k nhá. Sẽ được miễn phí ship nhá các chị nhá. Đơn hàng 200k sẽ được miễn phí ship nhá. 57 cân à? 57 cân thì 57 cân thì bộ nhà em hết rồi nhá. Bộ mà 57 cân thì chắc không có đâu. Cần Thơ à? Cần Thơ 35k nhá Trâm Anh Nguyễn ơi. Mua 5 sản phẩm mà không được tặng 57 cân đó.
57 cân không, chị chọn bộ cọc tay thôi, nhưng mà sang người chị Sam chị vừa lấy bộ này cho em vào túi cho bà Sam mang để qua đấy. Chị Sam chị bị to bụng, chị mặc ở nhà thôi. Ơ sao không sạc được pin nhỉ? Cần Thơ nhá, Cần Thơ 35 à, Cần Thơ 35k nhá. Đơn hàng đặt hàng bên shop, đặt hàng bên shopper nhà em, shopper nhà em nhá. 200k miễn ship nhỉ, miễn phí toàn quốc nhỉ. Đặt hàng bên shopper nhỉ, miễn phí toàn quốc nhỉ. 57 cân thì không có bộ là vừa đâu chị ơi, 57 cân hết rồi ạ. Nhà em toàn form nhỏ nhỏ thôi, chị có mua cho con hoặc mua cho cháu thì toàn bộ nhỏ nhỏ thôi chị ạ. 50k một bộ thôi nhá các chị nhá. Bên nhà em có áo nhá chị ơi, nhiều áo 57 cân, form 57 cân mặc vừa lắm nhá chị nhá. Chị có lấy áo thì có mượn áo cho em nhá. Có ai lấy áo thì có mượn áo nhá. Trâm Anh Nguyễn ơi, 35k nhá. Em có lấy thì chọn áo nhá. Em có lấy thì chọn áo đi nhá. Chiều nay chị đi đơn cho luôn nhá. Có ai đang xem không ạ? Chào 5 người đang xem bài viết của em nhá. Đang xem like nhá. Chào 5 người đang xem like nha, các chị có muốn xem like áo hoặc là bộ tiếp không ạ? Em mặc thử cho các chị xem nhá. Xem like mặc áo hoặc là bộ nhá, em mặc thử cho các chị xem nhá. Bộ kẻ này nhá, à, có ai lấy bộ kẻ này không ạ? Bộ kẻ này mặc cũng lồi ra nhá. Like quần áo đi. Ok chị nhá. Có ai lấy áo dáng baby doll này không ạ? Baby doll nhá các chị ơi. Baby doll này nhá. Hàng theo nhá các chị nhá. Phong này mặc cũng cực kỳ mát nhá các chị nhá. Phong này mặc cực kỳ mát nhá. Ai lấy phong theo vàng này thì con muốn phong theo vàng cho em nhá. Ai lấy phong theo vàng này con muốn phong theo vàng cho em nhá. 50k à 60k nhá. Áo này 60k chất đẹp lắm nhá các chị nhá. Áo chất đẹp nhá. Áo chất đẹp nhá các chị ơi. Chị có chị nào đang xem không ạ? Có chị nào đang xem thì cho em xin một chấm nhá. Ok chị Sam nhá. Chị lấy cái này ạ. Thôi nhỉ. Chị Thu Trang ơi, người chị mặc cũng được cái dáng này nhá chị nhá. Sơ mi nhá. Sơ mi này đi ăn cỗ mặc cũng cực kỳ đẹp nhá các chị nhá. Nó là cái form rộng rộng nhá. Chị Trang nhá. Chị Thu Trang nhá. Thu Trang ơi đây nhá, chị có lấy cái dáng này thì con mượn cho em nhá. Ai lấy đỏ này thì con mượn đỏ cho em nhá các chị nhá. Đây nhá, cái form này, form kẻ này nhá. Trắng chấm bi á. Chị Sam. Có em bán cho nó được mấy cái váy ấy rồi. Đây chị Trang ơi. Đây chị Trang ơi đây ạ. Cái màu này ở ngoài thì nhìn nó không được trắng như ở trong này đâu nhá. Có cái tím này, có cái tím hoặc có cái đen này nhìn ở ngoài đẹp hơn nhá. Cái đen này nhá. Cái đen này ở ngoài nhìn cũng đẹp này. Có cái tím nhìn đẹp hơn này, cái trắng chấm bi này nhìn nó là trắng ngà nhá, nhìn ở ngoài nó không được đẹp đâu nhá. Đâu nhỉ chỉ như cái ý đâu nhỉ. Nó ở ngoài không, cho em bóc một cái mặc tưởng à trong túi nhỉ. Đâu nhỉ. Đây chị ơi, cái này nhá, cái màu này thì chị mặc trắng nhá chị nhá.
Màu này đẹp này chị này. Màu này ở ngoài nhìn đẹp nhá. Em thấy màu này ở ngoài nhìn đẹp này. Màu này mặc cũng nổi da nhá. Có ai lấy cái áo này không ạ? Ai lấy áo che vai nhá. Che vai này nhá. Ai lấy che vai comment che vai cho em nhá. Ai lấy che vai tím này comment che vai tím cho em nhá. Sao con? À đâu đi ra đây mẹ xem nào. À đâu con á? Có ai đang xem không ạ? Ai đang xem cho em xin một chấm nhá. Ngồi đây mẹ bán hàng nhé. Đây bán hàng cho mẹ nhé. Đưa áo lên cho mẹ. Ừ ok. Ừ bộ đấy. Có ai lấy áo này không ạ? Áo này thì 60 cân đổ lại đều mặc vừa nhá. 60 cân đổ lại mặc cũng vừa nhá các chị nhá. Hàng theo nhá. Chất này đẹp nhá các chị ơi. Chất này đẹp nhá. 50 cân à 50k một áo thôi nhá các chị nhá. 50k một áo nhá. Ai lấy áo để comment áo cho em nhá. Ai lấy áo comment áo cho em nhá. Ai lấy áo này comment áo cho em nhá các chị yêu nhá. Vắt áo như đúng rồi. Sơ mi đây nhá. Sơ mi sọc kẻ vào lại nhá các chị ơi. Sơ mi đây nhá. Sơ mi kiểu nhá. Sơ mi kiểu nhá các chị nhá. Cái form này từ 55 cân đổ lại mặc vừa này. 57 cân đổ lại mặc cũng vừa hết nhá các chị nhá. Nhá 57 cân đổ lại mặc vừa hết nhá. Ai lấy cái form này thì comment sơ mi. Ai lấy sơ mi này comment sơ mi cho em nhá. Ai lấy sơ mi nhá thì comment sơ mi cho em nhá. Sơ mi hoa nhá các chị ơi. Sơ mi hoa này nhá. Ai lấy sơ mi hoa này comment sơ mi hoa cho em nhá. Che vai đấy nhá. 50k một áo thôi nhá các chị nhá. 50k một áo thôi nhá. Các chị đang xem bài cho em xin một chấm nhá. Ôi khó lắm quá. Chị nào đang xem bài của em cho em xin một chấm nhá. Chị nào đang xem bài viết của em cho em xin một chấm nhá. Trễ vai tím nhá. Ai lấy trễ vai tím là comment tím cho em nhá. Trắng kiểu khuy nhá. Trắng túi đấy nhá. Trắng túi khuy đấy nhá các chị nhá. Trắng túi ba khuy nhá. Ai lấy trắng túi này thì comment trắng túi cho em nhá. Ai lấy trắng túi này comment trắng túi cho em nhá. Có chị nào đang xem bài của em không ạ? Ôi mất điện thoại này. Có chị nào đang xem bài của em không ạ? Áo chữ T đây nhá các chị ơi. Áo chữ T nhá. Ai lấy áo chữ T lấy comment áo chữ T cho em nhá. Ai lấy áo chữ T lấy comment áo chữ T cho em nhá. Kiểu nhá các chị ơi. Kiểu nhá. Ai lấy chữ T lấy comment chữ T cho em nhá. 50k một áo thôi nhá các chị nhá. Mua 5 tặng 1 nhá các chị yêu nhá. Mua 5 tặng 1 nhá. Ai lấy trắng kiểu này không ạ? Trắng kiểu này nhà em cũng bán 50k thôi nhá các chị ơi. Trắng kiểu nhá, cái chất này đẹp nhá các chị nhá. Chất này đẹp nhá, trắng kiểu hở vai nhá. Chất này đẹp nhá các chị nhá. Chất này đẹp nhá. Ai lấy trắng kiểu này có mình trắng kiểu cho em nhá. Ai người nhỏ nhỏ mặc cái dáng này cực kỳ đẹp nhá các chị yêu nhá. Ai lấy dáng nhỏ này. Xin chào chị Nguyễn Thị Hạnh nhá. Chào Nguyễn Khánh Chi nhá. Nguyễn Khánh Chi nhá. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Có chị nào muốn xem em lay áo nữa thì comment áo cho em nhá. Áo kiểu che vai và em mặc nha, cực kỳ đẹp nha các chị ơi. Áo kiểu che vai nha, em mặc vừa lại nha, cực kỳ đẹp nha. Thắt lơ đây nha các chị nha. Thắt lơ nha.
Ai lấy kiểu thắt lơ này, con mình kiểu thích thắt lơ cho em nhỉ. Ai lấy kiểu thắt lơ này, con mình kiểu thắt lơ cho em nhỉ. Đỏ mận nha các chị nhỉ, đi ăn cỗ này mặc cực kỳ đẹp nhỉ. Đi ăn cỗ nha, mặc cực kỳ đẹp nha các chị nhỉ. Ăn cỗ này mặc cực kỳ đẹp nhỉ. Tầm này trả ai xem. Tầm này đi đón con. Đây nha các chị ơi. Kiểu nha. Kiểu che vai hở hở đấy nhá. Ai lấy kiểu lấy không ạ? Ai lấy kiểu có mừng kiểu cho em nhá. Ai lấy kiểu thắt lơ này, có mừng kiểu thắt lơ cho em nhá. Ai lấy kiểu thắt lơ này, có mừng kiểu thắt lơ cho em nhá các chị ơi. Chị nào đang xem bài cho em xin một chấm nhá. Nay ở nhà mà đầy áo đây này. Bộ đây. Đầy bộ cọc. Nhiều lắm. Đầy bộ cọc. Nay ở nhà mà Xoan ơi. Ta đang nay ở nhà mà. Ai lấy áo kiểu này nhá, kiểu ai lấy kiểu che vai này, con muốn kiểu che vai cho em nhá. Hai tám năm chục qua có không ở dưới phòng mẹ tao mà, trên phòng tao làm gì có ghi đô này đâu. Ai lấy áo này nhá, ở trên ngăn kéo em có hay sao, ngăn kéo ở cái chỗ bàn trang điểm ấy. Chị xem có đổi cho mợ. Ai lấy kiểu lấy con mừng kiểu cho em nhá. Ai lấy kiểu bắn tim nhá, bùm ba tim nhá các chị nhá, bắn kiểu ba tim nhá. Ai lấy bắn kiểu ba tim này, con mình bắn nha, à, bắn tim cho em nhé chị ơi. Đây nhá, áo đây nhá. Hôm nay chuyển hướng phong thủy. Chán lắm rồi. bán suốt ngày tủ nhìn hơi chán rồi. Kiểu nhá các chị ơi, kiểu đây nhá. Ai lấy kiểu này, con mình kiểu cho em nhá. Kiểu cổ nhá, nếu mà cũng không khá hơn là mấy, vẫn thế. Kiểu cổ đấy nhá. Ai lấy kiểu cổ lại có mừng kiểu cổ cho em nhá. FIFA nha các chị ơi, ai lấy kiểu cổ lại có mừng kiểu cổ cho em nhá. Bộ hay dễ. Ai lấy tím nhá, tím theo tròn này nhá. Ai lấy tím theo tròn này, có mừng tím theo tròn cho em nhá. Đùi à? Quần đùi à? Quần người mẹ mặc được cái kiểu này đẹp. Chắc là rộng gì cả. Cháu nhìn thấy bộ ấy đẹp. Ai lấy áo này không ạ? Tối, nhưng mà tối nay lại đi xếp hàng rồi. Tối đi lên làng rồi đã. Tối đi đưa áo. Chiều mày có đi lên làng mình không? À tối chứ, tối đi lên làng. Có chị ấy, chị đặt áo. Có chị là chị cứ xem like. Tối cơ mà, tối ấy. Tối mà đi đưa áo ở trên mẹ mấy ấy, thì đi, tao lên tao đưa áo. Tao lên đưa áo. Đây nhá, chị ơi, váy nhá. Chiều á? Đây nhá, có ai lấy váy kẻ là không ạ? À, có ai lấy váy thêu là không ạ? Thêu nhá. Váy thêu nhá các chị ơi, váy thêu đây nhá. Ai lấy váy thêu mà có khuy nhá, hàng thêu đây nhá. Có ai lấy áo váy thêu này thì con mình váy thêu cho em nhá.
Ai lấy váy theo lại có mình theo cho em nhá. Về chưa? Khoảng 40 thôi nghỉ. Ai xem thì giờ em toàn này lại like xong hết cái chỗ này. Có chị nào mà muốn xem hoặc là muốn mua áo lại ở bên nhà em nhá thì comment à thì xem lại like cho em nhá. Bây giờ chị em phải bận đi đón con rồi nhá. Chị nào muốn xem lại like mua áo phông với giá 50k như thì các chị xem lại like rồi IB cho em nhá. Giá xỉ nhá, của nhà em có xỉ nhá, xỉ từ 10 áo giờ lên nhá các chị ơi, giá xỉ bất ngờ nhá. Áo phông có 50k luôn, thế nên là các chị yên tâm nhá, xỉ 10 áo nhá, giá bất ngờ nhá. Xin chào các chị nhá.